Kinh Phật Tạng. Phần tiếp theo. Đối với người dốc cầu đạo Pháp thì không đồng với Pháp được ưa thích ấy. Đối với kẻ tranh cãi riêng khác thì vui vẻ tán trợ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là sự khổ não thứ chín của tỳ kheo phá giới, chắc chắn bị đọa vào cõi ác. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới ưa thích việc của người khác, nắm giữ lý của mình. Có chỗ tranh chấp thì lấy làm vui mừng. Y phục mặc để trang nghiêm nơi thân, học theo oai nghi của người khác để cầu có được đồ nằm tốt, có được lợi dưỡng an thân, thích được người khen ngợi tiết dữ của đàn Việt, lại keo kiệt nơi chỗ ở, sợ tỳ kheo tốt đến thấy lỗi của mình, ghét người trì giới, gần gũi kẻ phá giới, thường khen ngợi bố thí, không khen ngợi trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, không khen ngợi hạnh tịch diệt xa lìa ở chỗ vắng vẻ, luôn thích bàn luận về lỗi của người trì giới, cũng không khen ngợi người tu hạnh đầu đà, hoặc chỉ nói về việc kia, hoặc miệng nói lời tô ác càng tăng, hoặc nghĩ nhớ lời nói hư vọng, dựa cậy vào dòng họ nên hay thăm hỏi thân tộc. Nhờ được ít nhân duyên nên ham thuyết pháp, luôn đem tâm chua nịnh nên ông lòng nghi ngờ sợ sệt, chỗ oán ghét càng nhiều, lâu ngày thành giặc cướp. Đối với người giữ giới thì ưa nêu vấn nạn, chê bai. Đối với người nói thật về sự khổ đau thì không muốn gần gũi, ý không thích nghe những người khác đọc tụng, tỏ ra các kinh như vậy. Đối với những người nghe giảng nói kinh này, tâm hoan hỷ thì cũng không thích thấy, lại không thích nghe việc khen ngợi pháp trì giới. Giảng nói kinh này cũng không đến nghe lãnh hội, dù có đến nghe nhưng chẳng bao lâu liền trở về. Phần nhiều còn với hàng tại gia kết làm tri thức, luôn thích bàn nói về tỳ kheo giữ giới, chỉ được tự ý coi thường, cả làm các việc thô bạo xấu ác. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là điều khổ não thứ 10 của tỳ kheo phá giới, chắc chắn bị đọa vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, sau khi Như Lai diệt độ, những người như thế, đầy dẫy trong cõi Diêm Phù Đề, chuyên cầu lợi dưỡng để tự nuôi sống. Phẩm sáu pháp thanh tịnh. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: xưa Đức Phật Ca Diếp sắp thọ ký cho ta nói, Phật Thích Ca Mâu Ni thọ nhận nhiều sự cúng dường nên giáp pháp sẽ mau bị diệt tận. Này Xá Lợi Phất, pháp của ta thật sự là do nhiều sự cúng dường nên về sau sẽ mau bị diệt tận. Này Xá Lợi Phất, với những người nghèo gặp được kho báu lớn nên tâm rất vui mừng. Như vậy, này Xá Lợi Phất, trong đời vị lai có nhiều tỳ kheo gần gũi với hàng tại gia, thọ nhận sự cúng dường của họ, dần dần quen theo, ỷ lại vào những sự việc đó, tâm càng hoan hỷ lấy làm vui thích, giống như người nghèo được kho báu lớn. Người ngu si như vậy chuộng theo lợi dưỡng, ở đời thích vui thích thế việc thế gian, làm kẻ hầu hạ, đã thấy tỳ kheo được nhiều người cúng dường, tâm liền cho là đạt được A-la-hán. Gặp người tri thức ít ham muốn thì cho là người ác. Tỳ kheo như vậy vì lợi dưỡng cho nên xả bỏ Phật đạo vô thượng, tùy theo chỗ ưa thích tức tạo thành các việc như thế. Này Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai vì những người ngu si ấy mà giảng nói những kinh như vậy. Vì sao? Vì tỳ kheo phá giới ngay giảng nói kinh này liền sinh tâm hối cải, nên trở lại giữ giới, không làm giặc lớn, thọ nhận sự cúng dường của người khác. Này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo được nghe kinh này, tâm không thanh tịnh, không ưa thích thì đó gọi là tỳ kheo xấu ác thầm tệ. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo giữ giới thanh tịnh không có pháp nào là không ưa thích. Nếu nói bố thí hoặc nói trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, hoặc nói kẻ có tâm chán sợ kinh pháp như thế, thể đều ưa thích. Này Xá Lợi Phất, có ba hạng người nghe giảng nói kinh này thì tâm lo sầu. Những gì là ba? Một, tỳ kheo phá giới. Hai, tỳ kheo tăng thượng mạng. Ba, kẻ giảng nói pháp không thanh tịnh. Là có ba hạng người nghe giảng nói kinh như thế thì sinh tâm sầu não. Những gì là ba? Một, kẻ có kiến chấp về người. Hai, kẻ kiến chấp về thọ mạng. Ba, kẻ có kiến chấp về ngã. Này Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai nói rõ cho ông hiểu. Như thiện tri thức khéo léo đem tâm thương xót vì người cầu lợi dưỡng, cầu an lạc, cầu yên ổn. Các ông nhất tâm lắng nghe thọ nhận lời giảng dạy của Như Lai, luôn cầu điều lợi về nẻo thiện, tâm chớ có buông lung. Này Xá Lợi Phất,
Người thuyết pháp không thanh tịnh có năm lỗi lầm. Những gì là năm? Một, tự nói mình hiểu biết hết Phật Pháp. Hai, khi giảng nói kinh Phật, giữa chừng nói ra những lời chống trái, sai lạc. Ba, ở trong các pháp tâm nghi ngờ, không tin. Bốn, tự lấy chỗ nhận biết của mình, chẳng phải là pháp của kinh khác. Năm, vì lợi trưởng, nên giảng nói pháp cho mọi người. Này, Xá Lợi Phất, người giảng nói như vậy, Như Lai nói người này sẽ bị đọa vào địa cục, không đạt đến Niết Bàn. Lại nữa, này, Xá Lợi Phất, thì kheo giảng nói pháp ở chỗ đại chúng. Đối với người tin thích pháp thì trải tòa cao, sợ bỏ chánh pháp của Phật, giảng nói pháp của ngoại đạo. Trâu chuốt lời văn, xưa ta chịu khổ, dốc sức cầu pháp báo ấy, mà người ác này đã gạt bỏ không thuyết giảng, chỉ dùng những nghĩa câu mâu thuẫn trong kinh. Còn nếu bày phải trái, không thuận theo chánh pháp, ở trong pháp của Bậc Thánh, tâm cao ngạo, tự đại, tùy giảng nói vì cầu lợi dưỡng. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo giảng nói pháp, xen tạp ý nghĩa của ngoại đạo, là có tỳ kheo thiện siêng năng cầu đạo, pháp, thì vị ấy nên từ chỗ ngồi bỏ đi. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, có hàng tại gia tên Pháp, trải toàn ngồi cao để nêu giảng, không nên giảng nói về nghĩa lời của ngoại đạo. Nếu không bỏ đi thì chẳng phải là tỳ kheo thiện, cũng không được gọi là tùy thuận lời dạy của Phật. Này Xá Lợi Phất, giảng nói Pháp rất khó. Người giảng nói như vậy, Như Lai bảo người này chính là ngoại đạo, đệ tử của Ni Kiền Tử, chẳng phải là đệ tử của Phật. Người nói Pháp ấy sau khi mạng chung sẽ sinh vào đạo của Ni Kiền Tử. Thế nào gọi là đạo của Ni Kiền Tử? Tà kiến là đạo của Ni Kiền Tử. Những gì là tà kiến? Đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, thân chưa chứng đắc pháp mà ngồi tòa cao, tự thân không biết mà dạy người khác, tất bị đọa vào địa ngục. Này Xá Lợi Phất, do nhân duyên như vậy, Như Lai đều biết các đệ tử của ta kia dùng vô số pháp môn, vô số nhân duyên, vô số kiến giải để diệt phá chánh pháp của ta. Này Xá Lợi Phất, nó có chúng sinh nghe kinh giảng nói về đệ nhất nghĩa không ấy là pháp không thật có, tâm sinh hoan hỷ, nên biết người này là đệ tử chân thật của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, đời quá khứ có 500 người mù đi trên con đường dài đến một thành lớn, bị đói khát cơ cực, bèn sai một người mù ở bên ngoài giữ đồ vật. Những người còn lại thì đi vào trong thành xin những thức ăn uống. Thời gian chưa lâu, có một người dối trá đến chỗ người mù giữ đồ vật mà nói: "Ồ, vì sao người đứng một mình vậy?" Đáp: "Tôi có nhiều người bạn nhưng đã đi vào thành xin ăn." Người dối gạt nói: "Người biết không, chỗ kia có cuộc bố thí lớn, nào y phục, thức ăn uống, chuỗi ngọc, hoa thơm, cùng nhiều thứ khác nữa, tùy ý mà thọ nhận. Nếu ông cần, tôi sẽ dẫn ông đến đó." Đáp: "Rất cần." Người dối gạt bèn dắt người mù vừa rời khỏi chỗ cũ, liền cướp đoạt hết các đồ vật. Những người mù vào thành xin ăn được rồi trở lại chỗ cũ. Người dối gạt lại hỏi với những người mù: "Các ông đã gặp được hội bố thí lớn chăng?" Đáp: "Không gặp." Người dối gạt nói: "Các ông để được các đồ vật ấy nên để ở đây. Tôi dẫn các ông đến hội thí lớn." Những người mù nghe lời nó cùng nhau đến để hết đồ vật lại một chỗ, đi theo người ấy. Người dối gạt dẫn hết 500 người mù đi vào chỗ có hầm sâu, nói với họ: "Đất bằng tốt này có hội thí lớn, các ông nên quay mặt đi về phía đông để thọ nhận những vật bố thí." Tức thì đám người mù ấy nghe theo, bị rơi xuống hầm mà chết. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo đời Vị Lai thích đọc tụng kinh điển của ngoại đạo, nên khi thuyết pháp thường trau chuốt lời văn khiến cho mọi người vui thích. Lúc ấy các ma ác chuyên mê hoặc mọi người, làm chướng ngại pháp lành. Nếu có người tham chấp vào âm thanh, lời nói khéo léo hay ho, trau chuốt câu chữ, hoặc là có người thích đọc tụng kinh điển của ngoại đạo, ma đều làm cho họ mê hoặc, khiến tâm như được an ổn. Hoặc có tỳ kheo tu tập pháp của chư Phật thì khiến vị ấy nghi ngờ, cũng khiến cho nhiều người không cúng dường. Hoặc có tỳ kheo hoặc hai vị, ba vị đã đọc tụng kinh Phật, ma lại sai khiến cầu kinh pháp của ngoại đạo. Trước tự xem mình khen câu lời hay, những người như vậy bị ma mê hoặc,
ngăn che mắt tuệ, tham đắm sâu về lợi dưỡng, đọc sách ngoại đạo giống như đám người mù, bị người dối trá lừa gạt, đều khiến rơi xuống hầm sâu mà chết. Này Xá Lợi Phất, các người mù kia, tức là các tỳ kheo ấy, xa bỏ Phật đạo vô thượng, cầu kinh sách của ngoại đạo, người dối gạt kia là ma ác, hầm sâu là tà đạo. Này Xá Lợi Phất, như đám người mù xa bỏ Phật đã có được muốn đến hội bố thí lớn mà bị rơi vào hầm sâu, các đệ tử của ta cũng lại như thế. Bỏ cơm áo tầm thường, chạy theo hội bố thí lớn là mong cầu sự cúng dường nhiều, tốt. Vì tham lợi ở đời nên mất trí tuệ lớn, bị rơi vào hầm sâu là địa ngục A Tỳ. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, người không thanh tịnh giảng nói chánh pháp, không biết nghĩa lý, phương tiện của Như Lai, tự mình không hiểu biết đầy đủ mà chỉ dạy người khác. Người ấy ở trời hiện tại mắc phải 5 lỗi lầm. Người khác không biết, chỉ có các vị tỳ kheo đạt được thiên nhãn và chư thiên nhận biết những gì là 5. 1. Khi thuyết pháp mang tâm sợ hãi, sợ người nêu vấn nạn với mình. 2. Bên trong lo sợ mà bên ngoài thì giảng nói cho người khác. 3. Vì là phàm phu nên không có trí tuệ chân thật. 4. Thuyết giảng chỉ dùng lời lẽ mà không thanh tịnh. 5. Giảng nêu không có thứ tự, chỉ là sao chép lộn xộn. Cho nên ở nơi chúng hội, tâm chỉ toàn là lo sợ. Phàm phu như vậy nên không có trí tuệ, tâm không quyết định, chỉ do kiêu mạn nhờ được chút ít nhân duyên mà cầu danh tiếng. Tâm không tin tưởng mà là giảng nói pháp cho người khác. Người ấy nơi đêm dài sinh tử đã tự thọ nhận mũi tên độc của tham dục giận dữ ngu si. Vì sao này Xá Lợi Phất? Người ấy không thể biết chắc chắn về các pháp mà giảng nói cho người khác, tâm không ưa thích. Hoặc nếu có ưa thích cũng mau chóng đi mất mất đi. Này Xá Lợi Phất, ta biết rõ người giảng nói pháp không thanh tịnh có lỗi ấy nên không đạt được chánh đạo. Tất cả tỳ kheo không thể biết việc này, chư thiên cũng không biết, chỉ có Như Lai mới biết được. Lại có người thuyết giảng pháp không thanh tịnh, như tỳ kheo không biết Như Lai, tùy căn cơ thích hợp mà giảng nói, nên giảng nói cho người khác. Ở trong các kinh nêu giảng là không có ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng. Nhưng người ấy tự dùng ngôn từ bàn luận để nói có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ mạng, tức là phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, phỉ báng tam bảo. Tội này chư thiên và người đời không thể biết được, chỉ có Như Lai mới biết. Này Xá Lợi Phất, người ấy cũng gọi là giảng nói pháp bất tịnh, ta biết rõ về tội lỗi ấy. Các bậc đạt thần thông và chư thiên cũng không thể nhận biết được, chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ. Này Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai sẽ bị tôn giả nêu ví dụ để giảng nói rõ. Người nào không biết rõ nghĩa tướng của Phật đạo mà giảng nói giáo pháp bất tịnh cho người khác, thì người ấy rõ ràng là tạo tác đủ việc bất thiện. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề đích thị là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Này Xá Lợi Phất, nếu có người ác nào cướp đoạt hết mạng sống của mọi người ở cõi Diêm, ở cõi đó, thì người ấy mắc đắc tội đích thực là nặng chăng? Bạch Thế Tôn, rất nặng. Người ngu như vậy không hiểu biết về Phật đạo mà lại giảng nói pháp bất tịnh cho người khác thì tội nặng hơn trường hợp trên. Vì sao? Vì người ấy là bất tịnh mà nếu giảng pháp là phá hoại đạo Phật vô thượng, cũng là hủy báng chư Phật ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, đã có chư Phật thời quá khứ giảng nói tất cả các pháp đều rút đáo là không, không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có tuổi thọ, không có mạng sống. Này Xá Lợi Phất, chư Phật đời vị lai thuyết giảng tất cả các pháp cũng rút ráo là không, không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có tuổi thọ, không có mạng sống. Này Xá Lợi Phất, chư Phật hiện tại nơi hằng hà xa số thế giới trong 10 phương giảng nói tất cả các pháp cũng rút ráo là không, không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có tuổi thọ, không có mạng sống. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là giáo pháp vô thượng của chư Phật, nghĩa là tất cả các pháp không có thể tánh, cũng không thể thủ đắc nên là không. Vì bản tánh vắng lặng, không sinh, không diệt, không có tánh tướng, vì tự tướng là không. Như Lai chỉ vì nhằm đoạn dứt các sự nhớ tưởng phân biệt,
Cho nên đại giảng nói những sự giác ngộ của chư Phật là không có phân biệt. Này Xá Lợi Phất, thế nào là phân biệt? Gọi là phân biệt, tức là các kiến chấp về ngã nhân, chúng sinh, tuổi thọ, mạng sống, kiến chấp về thường đoạn, hàng phàm phu đã tạo nên các phân biệt như thế. Nếu người không có sự phân biệt như vậy thì có thể hiểu rõ về tất cả các pháp là không có ngã, không có nhân, không có chúng sinh, không có tuổi thọ, không có mạng sống. Lúc suy nghĩ như vậy, tâm được hoan hỷ, nên lãnh hội được đệ nhất nghĩa không, không kinh hãi, không sợ sệt. Thì người ấy biết được năm ấm là hư vọng, không chân thật, biết 12 nhập, 18 giới là hư vọng, không chân thật. Người ấy cũng không phân biệt về Niết Bàn, không nhớ nghĩ về Niết Bàn, không nói là ta có thể nhớ nghĩ về Niết Bàn. Nhờ đạt được pháp tịch tỉnh nên không phân biệt, chỗ vắng lặng của pháp ấy cũng không phân biệt, cũng lại không thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là thuận nhẫn, nghĩa ở trong pháp thuận nhẫn đệ nhất nghĩa đó, cũng không thủ đắc về tự tướng. Này Xá Lợi Phất, thế nào là tướng của thuận nhẫn? Đó là vô tướng, là tướng của thuận nhẫn. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Nếu người đối với pháp thuận nhẫn này hãy còn không thủ đắc về tướng, nếu người ấy là thủ đắc về tướng của ngã, tướng của nhân, tướng của chúng sinh, tướng của tuổi thọ, tướng của mạng sống là điều không thể có. Nếu người thành tựu được trí tuệ như thế thì đáng được tòa nhận sự cúng dường, đó gọi là Phật tử, là người đã nhập vào định bất trụ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là môn định nhất nghĩa, nơi pháp của chư Phật, tức là không có nhớ tưởng phân biệt, không đây không kia. Nhưng người ngu si ở trong đại chúng đã giảng nói về tà kiến, tự đem sự nhớ tưởng phân biệt để chỉ dạy người khác, đây là Phật pháp, đây là thánh đạo. Người ngu như vậy phỉ báng chư Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Người ngu như thế gọi là tri thức ác, không phải là tri thức thiện. Này Xá Lợi Phất, oán thù tuy cướp đoạt mạng sống, nhưng chỉ mất một thân. Người ngu si như vậy giảng nói pháp bất tịnh là trong ngàn vạn ức kiếp đã tạo khổ não lớn cho các chúng sinh. Người ngu si ấy đã che lấp bản tâm bồ đề của Phật, tham chấp lại càng mạnh mẽ, nối tiếp không dứt. Do tham chấp cho nên mãi qua lại nơi năm đường, không có pháp thiện, nên cứ mãi đi nơi đường sinh tử. Do đó, này Xá Lợi Phất, người giảng nói pháp bất tịnh mắc tội rất nặng là cũng vì chúng sinh làm tri thức ác, vì phỉ báng chư Phật thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Này Xá Lợi Phất, bỏ qua chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề ấy, nếu có người cướp đoạt hết mạng sống của chúng sinh nơi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, người giảng nói pháp bất tịnh thì tội còn nặng hơn trường hợp kia. Vì sao? Vì người ấy đã phá hoại đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật, là trợ giúp công việc của ma, cũng khiến cho chúng sinh nơi trăm ngàn vạn đời phải chịu các khổ não, chỉ có thể tự trói buộc, không thể khiến được giải thoát. Nên biết người ấy đối với các chúng sinh là tri thức ác, là kẻ nói dối, ở trong đại chúng hủy báng chư Phật, do nhân duyên ấy nên bị đọa vào địa ngục lớn, chỉ dạy cho nhiều chúng sinh làm theo tà kiến, do đó gọi là kẻ tà kiến xấu ác. Này Xá Lợi Phất, người thấy có ngã, có nhân, có chúng sinh, phần nhiều đều rơi vào nẻo tà kiến. Người theo kiến chấp đoạn diệt phần nhiều mau đạt được đạo. Vì sao? Vì dễ xả bỏ. Vì thế nên biết, người ấy thà tự cầm dao bén cắt lưỡi mình, chứ không nên ở trong chúng giảng nói pháp bất tịnh. Phẩm 7. Thời xa xưa, Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, về thời quá khứ xa xưa, đã qua vô lượng vô biên vô số kiếp, không thể nghĩ bàn. Bây giờ có Đức Phật tên là Đại Trang Nghiêm, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh, Tốt Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tuổi thọ của Đức Phật ấy là 6800 vạn ức năm, có 6800 vạn ức chúng đại đệ tử. Sau khi Đức Phật diệt độ, Xá Lợi được lưu truyền khắp, như sau khi ta diệt độ đều không khác. Chánh pháp trụ ở thế gian cũng là 500 năm giống như ta. Khi Đức Phật ấy diệt độ rồi, các đại đệ tử trong một ngày có đến 100 tỳ kheo nhập Niết Bàn. Lại có 200, 300, 400, 500 tỳ kheo nhập Niết Bàn. Trong một ngày hoặc có 10 vạn ức tỳ kheo nhập Niết Bàn. Lần lượt như vậy, Đức Phật ấy đã có nhiều chúng tri thức, chúng đạt thần thông lớn, trong 3 tháng đều nhập Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, chánh pháp của Đức Phật Đại Trang Nghiêm lưu truyền khắp, phần nhiều được hàng chư thiên và loài người cung kính cúng dường. Này Xá Lợi Phất,
Đức Phật Đại Trang Nghiêm, các bậc đại đệ tử sau khi diệt độ, dần dần có người nhận biết giáo pháp an ổn chịu lạc của bậc Sa Môn, nên xuất gia học đạo mà không thấu rõ chỗ Đức Phật đại giảng nói các kinh thâm diệu về nghĩa không, không gì sánh bằng. Do phần nhiều bị ma ác mê hoặc, khi giảng nói giáo pháp tâm dao động không quyết định, nên giảng nói chẳng thanh tịnh, nơi có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ mạng. Không giảng nói tất cả các pháp là vắng lặng. Đức Phật đó diệt độ sau 100 năm, các đệ tử phân chia thành 5 nhóm. 1. Phổ sự, 2. Khổ ngạn, 3. Tác hòa đa, 4. Tương khứ, 5. Bạc nan đà. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phổ sự, tỳ kheo khổ ngạn, tỳ kheo tác hòa đa, tỳ kheo tương khứ, tỳ kheo bạc nan đà này là 5 vị tỳ kheo làm thầy trong đại chúng. Tỳ kheo phổ sự nhận biết Đức Phật đại giảng nói giáo pháp về nghĩa không chân thật, không có thủ đắc. Còn 4 tỳ kheo kia thì rơi vào đường tà, phần nhiều nó có ngã, có nhân. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phổ sự bị 4 bộ chúng kia khinh thường, cho là không có uy lực. Phần nhiều đó là kẻ, là các kẻ thấp kém, xấu ác. 4 tỳ kheo ác kia hầu hết giảng dạy cho mọi người theo đường tà kiến, ở trong pháp Phật không cùng cung kính, vì cùng chống đối nên muốn đoạn diệt pháp Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu có người nhận biết tỳ kheo phổ sự giảng nói về pháp không mà tin tưởng thọ nhận không chống đối, thì ta biết người ấy đời trước đã từng cúng dường 5.000 đức Phật. Hiện có 68 ức na do tha người đã nhập niết bàn. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, người ấy đã gieo trồng các căn lành nơi chư Phật đời quá khứ, tu tập không thủ đắc về pháp không nên nhập niết bàn. Này Xá Lợi Phất, 4 tỳ kheo khổ ngạn, tỳ kheo nhất thiết hữu, tác hòa đa, tỳ kheo tương khứ, tỳ kheo bạc nan đà đều chấp là có thủ đắc. Giảng nói pháp có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ, có mạng, chúng càng thêm đông đảo. 4 tỳ kheo sáu ác này phần nhiều khiến cho người tại gia và xuất gia đổ vào tà kiến, sao bỏ đệ nhất nghĩa không thấu đạt được pháp không đốt đáo, ham thích luận của ngoại đạo ni kiền tử. Này Xá Lợi Phất, 4 tỳ kheo sáu ác ấy với số đệ tử tại gia và xuất gia hiện có luôn cùng theo đuổi cho đến khi pháp dứt. Này Xá Lợi Phất, trong số đệ tử đó có người nhận biết việc phi pháp nên thọ trì hành theo chánh pháp, tâm siêng năng tu tập vẫn còn không đạt được thuận nhẫn, huống hồ là đạt được quả tu đà hoàn. Người này hãy còn không thể tiêu hết các việc cúng dường, huống hồ là có thể phát sinh thuận nhẫn. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy, hàng đệ tử tại gia và xuất gia kia phần nhiều bị đọa vào đường ác, không đến được nẻo lành, vì các tỳ kheo sáu ác ấy đã hủy diệt chánh pháp của Phật, cũng cùng làm cho nhiều người chịu sự khổ não lớn. Lại nữa, người sáu ác ấy sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, phải nằm ngửa 900 vạn ức năm, nằm sấp 900 vạn ức năm, nằm nghiêng bên trái 900 vạn ức năm, nằm nghiêng bên phải cũng 900 vạn ức năm, nằm trên đất là sắc nóng, tiêu đốt, cháy nát vụn, trong đó chết đi sống lại nơi các địa ngục chích, đại chích hoặc hắc thần đều phải chịu các thứ khổ não như số năm nêu trên. Nơi địa ngục hắc thần chết rồi sinh vào trong địa ngục lớn A Tỳ. Này Xá Lợi Phất, do nhân duyên ấy nên nếu người tại gia xuất gia gần gũi với người đó cùng các tri thức, các đàn Việt tất cả có 604 vạn ức người cùng với 4 tỳ kheo là thầy đồng sinh đồng chết ở trong địa ngục lớn chịu các thứ khổ thiêu đốt. Này Xá Lợi Phất, người ấy hiện có các nhà tri thức, những nhà đàn Việt, các đệ tử cùng với thầy mình tùy thuận tạo tác gồm đủ số lượng đã nêu đều sinh vào địa ngục. Này Xá Lợi Phất, các ông không thể biết rõ về số ấy là nhiều ít bao nhiêu, chỉ có Như Lai mới có thể biết những kẻ ấy cùng với những người ác kia đọa vào địa ngục lớn đồng sinh đồng chết tất cả gồm có 604 vạn ức người. Thưa lớp, như vậy chịu khổ trong một kiếp lớn luôn bị tiêu đốt nơi địa ngục. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì phá hoại đạo quả Bồ Đề vô thượng của các đức Như Lai, tội ấy rất nặng, không phải nhẹ. Kiếp lớn nếu thiêu cháy rồi, thì 4 tỳ kheo ác kia cùng với 604 vạn ức người từ trong địa ngục lớn A Tỳ ấy chuyển sinh vào địa ngục lớn ở phương khác. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì tội nạn gồm đủ như vậy thì quả báo không phải là ít. Ở nơi phương khác trong vô số trăm ngàn vạn ức na do tha, 5. Thọ chịu khổ não lớn.
nên thế giới được sinh trở lại, bốn tỳ kheo tội nhân ấy, và 640 vạn ức người cùng với những kẻ khác tội chưa hết, ở cõi kia mạng chung thì sinh trở lại trong địa ngục lớn nơi cõi này. Này Xá Lợi Phất, bốn tỳ kheo tội nhân ấy cùng 640 vạn ức chúng sinh, rất lâu mới thoát khỏi khổ não ở địa ngục, được sinh vào cõi người, trong 500 đời, từ lúc sinh ra, liền bị mù tối, sau đó gặp được Đức Phật Nhất Thiết Minh, gồm đủ 10 tôn hiệu, Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Nhất Thiết Minh, có một ức na gia tha đệ tử là hàng thanh văn, dân chúng thân cao lớn 396 khuỷu tay, thân Đức Phật ấy tăng gấp bội lần, luôn phát ra ánh sáng chiếu khắp 10 vạn ức do tuần. Này Xá Lợi Phất, người ấy ở trong giáp pháp của Đức Phật Nhất Thiết Minh xuất gia, nơi 10 vạn ức năm siêng năng tu hành tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu cũng thông đạt được thuận nhẫn, huống hồ là đạt được đạo quả. Vì sao này Xá Lợi Phất? Do tội phát khởi phá hoại đạo quả vô thượng Bồ Đề là nhân duyên của nghiệp tạo tội ác nên phải chịu như vậy. Sau khi qua đời sinh trở lại vào địa ngục A Tỳ, do đời trước đã tạo nghiệp ác rất nặng. Này Xá Lợi Phất, những người ấy lần lượt luân hồi như thế, cho đến đời hiện nay là ta, ở trong khoảng thời gian ấy đã gặp được 99 ức Đức Phật, ở chỗ chư Phật đều không đạt được thuận nhẫn. Vì sao? Vì Đức Phật giảng nói kinh sâu xa, và những người ấy không tin, lại phá bỏ, chê bai, chống đối. Các tỳ kheo giữ giới thánh hiền, do nhân duyên phát sinh tội lỗi xấu ác, hủy hoại đạo pháp nên chịu như vậy. Này Xá Lợi Phất, ông nên quán xét, chỉ do phỉ báng thánh nhân, không tin nơi lời dạy của Bậc Thánh, nên phải thọ nhận vô lượng vô biên khổ não ấy, không được giải thoát. Này Xá Lợi Phất, những chúng sinh nào phát khởi tội phá hoại giáo pháp, đã chống đối không tin, số ấy là vô lượng. Ở nơi 99 ức trụ xứ của Phật với A Tăng kỳ kiếp, thậm chí không có một người nào nhập Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, ai có thể hủy phá không tin chống đối lời dạy của Phật? Chỉ có hàng phàm phu ngu si, những tỳ kheo xấu ác tăng thượng mạng, còn những tỳ kheo giả nói pháp bất tịnh. Vì sao này Xá Lợi Phất? Ba hạng người ấy không gọi là người tu hành, không gọi là người đắc đạo, vì những kẻ ấy không tin giáo pháp của Như Lai là chống đối hủy bán. Này Xá Lợi Phất, ông cho đó là ai? Tỳ kheo khổ ngàn dạng nói pháp bất tịnh, tức nay là kẻ ngu si, đề bà đạt đa. Ông gọi đó là ai? Tỳ kheo Nhất Thiết Hữu Tác Hòa Đa, dạng nói pháp bất tịnh, tức nay là tỳ kheo Câu La Ly. Này Xá Lợi Phất, ông cho đó là kẻ nào? Tỳ kheo Tương Khứ, dạng nói pháp bất tịnh, nay tức là tỳ kheo Ca Tỳ La. Ông gọi đó là ai? Tỳ kheo Bạc Năng Đà, dạng nói pháp bất tịnh, nay tức là Sa Môn, Lõa Hình, Bà Lợi Ma Đà. Này Xá Lợi Phất, ông cho vị tỳ kheo thời ấy thuyết giảng pháp thanh tịnh như thật và đạo quả Bồ Đề của chư Phật, làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, nay tức là Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, là thuyết giảng pháp thanh tịnh. Các vị theo học đã được gặp 5.000 Đức Phật, có 68 ức Na Do Tha người đều đã diệt độ. Này Xá Lợi Phất, nếu người nói lời chân thật thì thế nào là đúng? Pháp sư tối thượng biết rõ về nghĩa lý của giáo pháp, là người giảng nói pháp thanh tịnh thì phải nói là Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử. Này Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na do tâm định chắc chắn hiểu rõ nên chỗ thuyết giảng không khó khăn, không còn chỗ nghi ngờ để phát sinh bàn luận. Này Xá Lợi Phất, nếu người giảng nói pháp thật thì điều gì là thật? Tức là pháp sư của tất cả nhân duyên, nên nói là Phú Lâu Na. Này Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na nhiều đời thọ sinh, luôn vì chúng sinh mà làm Phật sự, ở trong giáo pháp của 90 ức chư Phật, thường làm pháp sư, giảng nói pháp thanh tịnh, đều ở chỗ của chư Phật trọn đời, luôn tu tập phạm hạnh, giảng nói pháp thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, ở trong giáo pháp của 6 Đức Phật, làm pháp sư, cũng trong ở trong giáo pháp của ta làm đại pháp sư, thành tựu quả vị A-la-hán, tâm được giải thoát. Nếu người giảng nói chân thật, người nào đời đời cúng dường chư Phật gieo trồng các căn lành, thì phải nói đó là Phú Lâu Na.
Này Xá Lợi Phất, Phổ Lâu Nay ở trong giáo pháp của 90 ức chư Phật, dốc tâm cầu học, luận giải rõ ràng, có trí tuệ sâu xa, cho nên Như Lai nói đó là vị pháp sư bậc nhất trong số các pháp sư. Này Xá Lợi Phất, nếu ta một ngày một đêm khen ngợi về công đức của Phổ Lâu Nay tất cũng không hết, hoặc hơn một ngày một đêm cũng không thể nói hết được. Vì sao? Vì pháp thí của Phổ Lâu Na không có nhân duyên của thế tục, cũng không tham cầu lợi dưỡng. Pháp sư Phổ Lâu Na đạt được bốn trí vô ngại, chỉ trừ Như Lai trong các thế gian về ngôn từ nghĩa lý không ai có thể hơn được. Này Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai sẽ nói cho ông rõ. Nếu người nào muốn đạt được quả vị vô thượng Bồ Đề, vì mọi người mà giảng nói giáo pháp, tức đạt được vô lượng vô biên phước đức, cũng có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào phá hoại chống đối không tin pháp này, tức là phát khởi vô lượng nhân duyên của tội nặng. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, tạo ác có quả báo ác, làm thiện có quả báo thiện. Do điều ấy nên Như Lai hôm nay đem kinh này phó chúc cho ông. Ông phải vì bốn chúng giảng nói rộng rãi, rõ ràng. Này Xá Lợi Phất, nếu người nghe kinh này tâm tin tưởng vui mừng thì được vô lượng vô biên phước đức. Nếu nghe mà không tin, tâm không vui thích, thì sẽ chịu vô lượng vô biên tội nặng. Này Xá Lợi Phất, nên biết người ấy là tỳ kheo phá giới, là kẻ tăng thượng mạng, giảng nói pháp bất tịnh. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào chống đối giáo pháp như thế, thì đời đời thọ sinh luôn bị mù loà. Này Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai nói rõ cho ông, dù giảng nói của Như Lai hôm nay chẳng phải những người thọ gốm, giỏi giang, yêu mến, che chở, bao thứ gạch ngói. Hôm nay, Như Lai vì bốn chúng phân biệt rõ ràng, và nói về pháp không rốt ráo của đệ nhất nghĩa. Người có lòng tin vững chắc thì tồn tại, kẻ không có lòng tin vững chắc thì phá bỏ. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đã đạt được quả vị vô thượng Bồ Đề, không giảng nói pháp cho người tà kiến xấu ác, không giảng nói giáo pháp cho người chấp có ngã nhân chúng sinh thọ mạng. Vì sao? Vì những kẻ tham chấp ấy đều gọi là tà kiến. Này Xá Lợi Phất, người chấp có ngã có nhân như vậy không thể đạt được thuận nhẫn, huống chi là được đạo quả. Này Xá Lợi Phất, nếu người theo kiến chấp về ngã nhân chúng sinh tọa mạng, kiến chấp về thường đoạn có thể đạt được thuận nhẫn, có thể đạt được đạo quả thì không hề có việc đó. Do vậy, này Xá Lợi Phất, nếu người nào tạo nên các kiến chấp như vậy, thì ở trong giáo pháp của ta tức không thọ nhận được những sự cúng dường, chẳng phải là hành giả, cũng chẳng phải là người chứng đắc, chỉ ở nơi giáo pháp của Như Lai tự cầu lấy mạng sống mà thôi. Này Xá Lợi Phất, ta nói hàng ngoại đạo muốn vào trong giáo pháp của Đức Phật nên thử nghiệm qua 4 tháng. Vì sao? Vì những người ngoại đạo phần nhiều đều theo kiến chấp có ngã, có nhân, có chúng sinh, có tuổi thọ, có mạng sống, có thường, có đoạn. Này Xá Lợi Phất, còn các đệ tử của ta thì không còn kiến chấp vào những thứ ấy. Các đệ tử của ta chỉ giảng nói về pháp không, vô tướng, vô nguyện, không tụ đắc nơi nhẫn, giảng nói tức là không có chỗ trụ. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào thành tựu được pháp nhẫn như vậy, Như Lai chấp nhận cho người ấy được xuất gia, thọ giới, được thọ mọi sự cúng dường và y phục, đồ ăn, thức uống, đồ nằm, thuốc thang. Nếu người nào không đạt được pháp nhẫn ấy thì trước hết cần phải xét lại để chỉ dạy khiến cho an trụ vào pháp vô ngã. Này Xá Lợi Phất, nếu đối với pháp nhẫn ấy tâm không hoan hỷ thì nghe giảng nói về đệ nhất nghĩa không sẽ kinh sợ, nghi ngờ, chê trách. Nếu nghe nói về ngã kiến, tâm liền vui mừng, thì nên biết người này, người ấy đã bị ma sai khiến, hoặc trước đã là ngoại đạo. Này Xá Lợi Phất, bậc trí tuệ đối với sự việc này không nên lo buồn, nhưng đối với người kia phải khởi tâm từ bi. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, nếu người nào tạo nên đầy đủ việc ác như thế, thì chỗ phải chịu quả báo ác không thể nói hết. Do đó đối với người ấy phải sinh tâm làm lợi ích, chỉ dạy các pháp vô ngã, các pháp vắng lặng, các pháp không tạo tác, không có thọ nhận. Người ấy nếu ưa thích giáo pháp của Phật, nghe được các cái việc này, tâm liền vui vẻ. Ngoài ra các tỳ kheo hành không, không tội đắc, đều nên chỉ dạy làm cho tâm họ đạt được lợi ích, an ổn, vui vẻ. Rồi vì họ giảng nói giáo pháp không, không thực có. Nếu họ nghe mà còn kinh sợ, thì nên ở trong đại chúng thưa với các vị hòa thượng A-sa-lơ, như trong kênh nói về hành giả, hành theo không, để có thể biết rõ tướng sai biệt của các pháp, dùng ta làm thầy, không cùng với các kiến chấp về ngã nhân, các thứ tà kiến điên đảo, tham chấp nơi người chữa giới làm thầy. Như Lai chấp nhận cho người
có đầy đủ chánh kiến, được cùng Bồ Tát, không chấp nhận những người tà kiến phá giới, phá oai nghi cùng Bồ Tát. Hàng đệ tử trường lão nghe giảng nói về giáo pháp vắng lặng không thật có, tâm không tin thất là ý tưởng ở nơi ngoại đạo, Phật không chấp nhận cùng với ngoại đạo Bồ Tát. Người ấy nếu không xả bỏ các kiến chấp kia, thì không nên cho nhập vào tăng chúng, làm công việc của tăng, cũng không thọ nhận sự mong muốn chính đáng. Dọn dắt như vậy mà vẫn không xả bỏ, thì nên biết người ấy không được ở với đạo vĩnh viễn, nên vĩnh viễn khai trừ, phải thưa với chư vị hòa thượng A-sa-lê, không nên giữ lại. Này Sa Lợi Phất, nếu tăng chúng được như vậy thì đó là cúng dường Như Lai, cũng là khéo phá trừ tà kiến của ngoại đạo, tức gọi là thanh tịnh Bồ Tát thế giới. Này Sa Lợi Phất, này ta nói rõ cho ông biết, nếu người nào chấp nhận theo các kiến chấp về ngã nhân chúng sinh, khi chấp về có không thì người này không gọi là người cúng dường Như Lai, không gọi là người theo ta xuất gia thọ giới, đó chính là xuất gia theo lục sư, nhận lục sư làm thầy. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào đối với pháp chân thật thanh tịnh ấy không thể đạt được thuận nhẫn mà thọ nhận sự cúng dường, thì người này với mọi chỗ đã có được đều là thọ nhận ta vậy. Này Xá Lợi Phất, người ấy tuy xuất gia ở trong giáo pháp của ta, giữ gìn giới thanh tịnh, nhưng đối với pháp đệ nhất nghĩa không, không thù đắc, tâm chẳng tin hiểu, là kinh sợ nghi ngờ, nên biết người ấy chỉ là chú trọng về giữ giới, học trọng, thiền định. Này Xá Lợi Phất, người ấy không được gọi là người đã cúng kính, cúng dường tôn trọng Như Lai. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, từ đời vô thị đến nay, không có chúng sinh là không đạt được bốn thiền. Nếu chỉ nhận biết về chỗ đạt được bốn thiền cho là sa môn lợi căn, thì người ấy sẽ có thể được gọi là cúng dường Như Lai. Nên, thế nên, này Xá Lợi Phất, hôm nay Như Lai nói rõ cho ông, người ở đời vị lai, trong giáo pháp của ta, có vô số kẻ tham chấp, vô số kẻ tà kiến, hủy hoại giáo pháp của Như Lai. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào chỉ chuộng việc chữ giới, học rộng, thiền định, nên biết người ấy không thể thực hành thanh tịnh các pháp của Sa Môn, tức ta tức không chấp nhận người này, được gọi là Sa Môn tịnh hạnh. Này Xá Lợi Phất, nếu người nào đối với tất cả pháp là vô ngã, thì biết đúng như thật về vô ngã. Các pháp xưa nay đều là không, không thật có thể nhận biết đúng như thật về không, không thật có, tức là đã không xem trì giới học rộng thiền định là trên hết. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, thật tướng của các pháp là không sinh, không diệt, trong đó không có pháp nào được xem là trên hết. Này Xá Lợi Phất, trong các pháp như thật này thì không có giữ giới, không có phá giới, huống chi là chấp trước mà cho là trên hết. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là quả vị vô thượng giới định chánh giác của chư Phật, nghĩa là tất cả pháp là vô tướng, tự tướng là không, không ngã, không nhân. Nếu đạt được nhận ấy thì đó là hành giả, là người chứng đắc. Người ấy gọi là do tinh hiểu mà xuất gia, nên thọ nhận sự cúng dường Bồ Tát thanh tịnh, người ấy là hàng trời trong loài người. Này Xá Lợi Phất, chư Phật chứng đắc vô thượng Bồ Đề chỉ là một nghĩa, đó là lìa bỏ. Thế nào là lìa bỏ? Lìa bỏ là lìa bỏ các dục, các kiến chấp. Dục tức là vô minh, kiến chấp tức là nhớ nghĩ vọng tưởng. Vì sao? Vì nơi tất cả các pháp nhớ nghĩ là gốc. Như vậy mọi nhớ nghĩ hiện có tức là kiến chấp ấy. Kiến chấp tức là tà. Này Xá Lợi Phất, kiến chấp trong pháp thiện ta cũng gọi là tà kiến. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì trong sự tịch diệt lìa dục thì không có pháp, không có phi pháp, không thiện, không ác, việc ấy đều là không, xa lìa tất cả nhớ nghĩ của mọi kết xử, cho nên gọi là lìa bỏ. Này Xá Lợi Phất, trong đạo pháp vô thượng thì các dục vĩnh viễn chức bạc. Những gì là các dục? Đó là các niệm tà, bất thiện, hoặc ngã sở, tướng tạo tác, tướng của sự vật. Đấy gọi là, trong đạo quả vô thượng Bồ Đề, các dục hoàn toàn dứt bạc. Phẩm 8. Kiến tịnh. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ khi cầu đạo Bồ Đề vô thượng, gặp được 30 ức Đức Phật đều hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thời ấy ta làm chuyển luân thánh dương, hết lòng cúng dường cho Phật và các đệ tử, nhận thấy y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc thang, vì cầu đạo chánh đẳng giác vô thượng. Nhưng chư Phật ấy không tỏ nghĩa cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật.
Vì sao? Vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời xa xưa, gặp được 8.000 vị Phật, đều hiệu là Định Quang. Lúc đó ta đều làm chuyển luân thánh dương, hết lòng cúng dường cho chư Phật cùng các đệ tử y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc men để cầu đạo chánh đạn chánh giác vô thượng. Nhưng chư Phật ấy đều không thọ ký cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật. Vì sao? Vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuộc quá khứ, đã được gặp 60.000 Đức Phật, đều hiệu là Quang Minh. Bây giờ ta đều làm chuyển luân thánh vương, trọn đời cúng dường cho chư Phật, cùng các đệ tử y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc thang. Vì cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng, chư Phật ấy cũng không tận ghi cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật. Vì sao? Vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thời xa xưa, đã gặp được 3 ức Đức Phật, đều hiệu là Phất Xa. Lúc đó ta đều làm chuyển luân thánh vương, cúng dường đầy đủ 4 sự, nhưng chư Phật ấy đều không tật cái cho ta, vì ta còn có chỗ chấp giữ. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, gặp được 18.000 Đức Phật, đều hiệu là Sơn Vương, kiếp tên là Thượng Bát. Ta đều ở chỗ các Đức Phật ấy cả bỏ râu tóc, mặc pháp phục, tu tập đạo quả Bồ Đề vô thượng, nhưng chư Phật đó đều không thọ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về tuổi quá khứ, để gặp được 500 Đức Phật, đều hiệu là Hoa Thượng. Lúc ấy ta đều làm chuyển luân thánh vương, để đem tất cả vật dụng để cúng dường chư Phật và các đệ tử, nhưng chư Phật đó đều không thọ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ chứng đắc, có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, đã gặp được 500 Đức Phật, đều hiệu là Oai Đức. Ta đều cúng dường đầy đủ, nhưng cũng không được thọ ký, vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở xa xưa, đã gặp được 2.000 Đức Phật, đều hiệu là Kiều Trần Như. Bây giờ ta đều làm chuyển luân thánh vương, để đem tất cả các vật dụng cần thiết cúng dường chư Phật, nhưng chư vị đều không thọ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, đã gặp được 9.000 Đức Phật, đều hiệu là Ca Diếp. Ta đem 4 sự cúng dường cho chư Phật và các đệ tử, nhưng chư Phật đó đều không thọ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, trong 1 vạn kiếp không có Đức Phật ra đời. Bây giờ, nơi 500 kiếp đầu có 9 vạn Bích Chi Phật, ta đều hết lòng phụng trì, cúng dường tất cả y phục, thức ăn uống, thuốc thang, tôn trọng, khen ngợi. 500 kiếp tiếp theo, ta lại đem 4 sự cúng dường 84.000 ức các Bích Chi Phật cùng tôn trọng, khen ngợi. Này Xá Lợi Phất, hơn 1.000 kiếp rồi, lại không có Bích Chi Phật. Lúc ấy ta chết ở cõi Diêm Phù Đề, được sinh lên cõi Phạm Thế, làm Đại Phạm Vương. Lần lượt như vậy trong 500 kiếp, ta luôn sinh vào cõi Phạm Thế, làm Đại Phạm Vương, không sinh vào cõi Diêm Phù Đề. Trải qua 500 kiếp này rồi mới sinh xuống cõi Diêm Phù Đề, cai trị giáo hóa cõi Diêm Phù Đề. Khi mạng chung, được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Ở đó, mạng chung được sinh lên cõi trời Đáo Lợi làm Tất Đại Hoàng Nhân. Thứ lớp như thế, hết 500 kiếp, lại sinh lên cõi Phạm Thế làm Đại Phạm Vương. Này Xá Lợi Phất, ta ở trong 9.000 kiếp chỉ sinh ở cõi Diêm Phù Đề. Trong 9.000 kiếp chỉ sinh ở cõi trời. Khi kiếp tận thiêu đốt thì ta sẽ lên cõi trời Quan Âm, thế giới ấy thành, rồi thì sinh trở lại cõi Phạm Thế, trong 9.000 kiếp đều không sinh trong loài người. Này Xá Lợi Phất, trong 9.000 kiếp này không có chư Phật và Bích Chi Phật, phần nhiều các chúng sinh bị đọa vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, qua 1 vạn kiếp ấy rồi, có Đức Phật ra đời hiệu là Phổ Thủ, gồm đủ 10 tôn hiệu, như là ấn cúng chế biến trên minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, do thượng sĩ đều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Bây giờ ta ở cõi Phạm Thế mạng chung sinh xuống cõi Diêm Phù Đề làm chuyển luân thánh vương, hiệu là Cộng Thiên. Tuổi thọ của con người đến 9 vạn năm, ta hết lòng đem tất cả các vật dụng tạo an lạc cúng dường Đức Phật ấy và 90 ức tỳ kheo ở trong 9 vạn năm vì cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Nhưng Đức Phật Phổ Thủ này cũng không thọ ký cho ta, ông vào đời sau sẽ làm Phật. Vì sao? Vì lúc ấy ta không thể thông đạt được thật tướng của các pháp, lại tham đắm chấp ngã, tới có chỗ thủ đắc.
Này Xá Lợi Phất, ở trong kiếp này có 100 Đức Phật ra đời, danh hiệu đều khác nhau, lúc đó ta đều làm chủ lương thánh dương, hết lòng cúng dường cho chư Phật và các đệ tử, như câu đạo chánh đẳng giác vô thường. Nhưng chư Phật cũng không tỏ ký cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật, vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, trong A Tăng Kỳ Kiết như thứ bảy, gặp được 1000 Đức Phật, đều hiệu là Diêm Phù Đàn. Ta đều trọn đời cúng dường 4 sự, nhưng ta cũng không được tọa ký, vì còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thời xa xưa, cũng trăm A Tăng Kỳ Kiếp thứ bảy, ta gặp 620 vạn chư Phật, đều hiệu là Kiến Nhất Thiết Nghĩa. Lúc ấy ta đều làm chủ luân thánh vương, đem tất cả các vật dụng tạo an lạc hết lòng cúng dường cho chư Phật và các đệ tử. Nhưng chư Phật đó cũng không tỏ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, cũng ở trong A Tăng Kỳ Kiếp thứ bảy, đã gặp được 84 Đức Phật, đề hiệu là Đế Tướng. Khi đó ta đều làm chuyện luân thánh vương, để tất cả vật dụng tạo an lạc hết lòng cúng dường chư Phật cùng các đệ tử. Nhưng ta cũng không được tỏa ký, vì còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thời xa xưa, cũng ở trong A Tăng Kỳ Kiếp thứ bảy, đã gặp được 65 Đức Phật, đều hiệu là Nhật Minh. Lúc ấy ta đều làm chuyển luân thánh dương, để tất cả Phật dùng tạo an lạc dốc lòng cúng dường cho chư Phật cùng các đệ tử. Nhưng chư Phật cũng không thuật ký cho ta, vì ta còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, cũng ở trong A Tăng Kỳ Kiếp thứ bảy, đã gặp 62 Đức Phật, đều hiệu là Thiện Tịch. Lúc đó ta đều làm chuyển luân thánh dương, để tất cả đã đem tất cả vật còn dùng cúng dường trong cả đời. Nhưng chư Phật này cũng không tỏ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thụ đắc. Lần lượt như vậy cho đến khi gặp Đức Phật Định Quang, mới đạt được pháp nhẫn vô sinh, tức liền tỏ ký cho ta. Ông ở đời sau trải qua vô số kiếp sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng chế biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở xa xưa, có 12 ức chuyển luân thánh dương đều có tên là Đảnh Sinh. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có 30 ức chuyển luân thánh vương đều tên là Maha Namadana. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ đã từng gặp 40 ức chuyển luân thánh vương đều tên là Maha Đề Bà. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá xa xưa, có 1 ức chuyển luân thánh vương đều đồng hiệu là Ức Loa. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có 1 vạn chuyển luân thánh vương đều có tên là Xưng Vĩ. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, có 1 vạn chuyển luân thánh vương đều tên là Chiếu Minh. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời trước, có 2 dạng chuyển luân thánh vương, tên hiệu đều khác nhau. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có 16 ức chuyển luân thánh vương, tên hiệu đều khác nhau. Các vị vua như vậy, ta ở chỗ khác đã giảng nói cho Tôn giả A Nan. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Ông cho các thánh vương ấy há là người khác lạ chăng? Đó đều là thân ta. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ có Đức Phật hiệu là Thiện Minh. Lúc ấy Bồ Tát Di Lặc làm chủ luân thánh vương tên là Chiếu Minh, mới phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó tuổi thọ của chúng sinh là 84.000 năm. Đức Phật Thiện Minh ấy thuyết giảng giáo pháp nơi ba hội. Hội thứ nhất có 96 ức người đồng một lúc chứng đắc đạo quả. Hội thứ hai có 94 ức người đồng một lúc chứng đắc đạo quả. Hội thứ ba có 92 ức người đồng một lúc chứng đắc đạo quả. Bây giờ, vua thấy Đức Phật thuyết giảng giáo pháp nơi ba hội, độ thoát vô lượng người, tâm hết sức vui mừng, liền suốt 1.000 năm đem tất cả vật dụng cúng dường Đức Phật và các đệ tử, phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Ở đời vị lai, chúng sinh sẽ về hóa độ, tôi sẽ thành Phật thọ mạng có hạn lượng, số thì kheo tăng vây quanh cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, ta biết việc này còn vượt hơn vô lượng nữa. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Di Lặc đã phát tâm 40 kiếp rồi, ta mới phát tâm, gieo trồng căn lành nơi chỗ Đức Phật vô thắng. Ta ở trong 1.000 năm đem tất cả vật dụng cần thiết cúng dường Đức Phật ấy, dùng 500 sấp vải bông chân cúng,
Sau khi Đức Phật đó diệt độ, ta cho xây dựng tháp bảy báu, cao một do tuần, ngang rộng nửa do tuần, đều dùng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mà đã xích trân châu làm thành. Tâm luôn phát nguyện, chúng sinh đau khổ không có người cứu độ, gặp được pháp ác, phần nhiều rơi vào cõi ác, lúc ấy ta sẽ thành tựu Phật đạo. Này Xá Lợi Phất, ông hãy quan sát kỹ, đạo quả Bồ Đề vô thượng là rất khó tu tập. Này Xá Lợi Phất, ta tu tập đạo quả căn bản, nhận chịu các khổ não trong vô số đời. Nếu ta giả nói ra, chỉ khiến ông thêm sầu muộn. Ta đã thọ chịu các khổ não như thế, đều vì nhằm cầu đạt đạo quả Bồ Đề vô thượng. Này Xá Lợi Phất, ông xem các Bồ Tát như Bồ Tát Tát Hòa Đàn, Bồ Tát cầu thiện pháp, Bồ Tát thường bi, Bồ Tát bất phóng dật, Bồ Tát thường tinh tấn, đã cúng dường bao nhiêu là Đức Phật, thọ nhận các khổ não, vẫn còn khó đạt được đạo quả Bồ Đề vô thượng, huống chi là các người ngu tối này mà không nhất niệm để cầu đạt Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, các hành giả như vậy vẫn còn là rất khó, huống chi là không hành trì tu tập. Cho nên, này Xá Lợi Phất, nay ta sẽ giả nói rõ cho ông biết. Người dùng pháp thấp kém thì không đạt được pháp cao thượng. Người dùng pháp cao thượng mới đạt được pháp cao thượng. Thế nào gọi là pháp thấp kém? Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều tạo ác. Pháp thấp kém gọi là tâm không tệ siêng năng tu tập pháp lành. Pháp thấp kém gọi là biến nhát, trễ nải, phá hủy các giới pháp đã thọ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là người thấp kém trong sự thấp kém. Lại nữa, người thấp kém trong sự thấp kém là ở trong giáo pháp của ta, xuất gia sinh kiến chấp có thù đắc, kiến chấp về ngã nhân chúng sinh. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, Như Lai thấy biết rõ ràng về sự việc này. Người có chỗ thù đắc còn không đạt được thuận nhẫn, huống chi là đạt được đạo quả. Này Xá Lợi Phất, người nào còn có chỗ thù đắc thì trăm ngàn vạn ức chư Phật dùng ba luân chỉ rõ cho người ấy. Nếu như không thể xả bỏ kiến chấp đó, thì người này một miếng thức ăn uống cũng không tiêu nổi, huống chi là đạt được đạo quả. Này Xá Lợi Phất, người có kiến chấp về ngã nhân đạt được Niết Bàn, thì tất cả phàm phu đều nên được giải thoát hết. Vì sao? Vì kiến chấp về ngã nhân đều là tà kiến. Những người phàm phu phần nhiều đều tham đắm theo kiến chấp về ngã sở, kiến chấp về nhân và chúng sinh. Cho nên tất cả phàm phu sẽ chứng đắc Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, người nào tác niệm có ngã có nhân, nếu người kia không xả bỏ kiến chấp ấy mà đạt được Niết Bàn, thì tất cả hàng phàm phu sẽ đạt được Thánh Đạo. Vì sao? Vì tất cả phàm phu đều là chấp ngã, chấp nhân. Cho nên, người có kiến chấp ngã, chấp nhân mà nhập vào Niết Bàn, thì tất cả phàm phu đều có thể nhập vào Thánh Đạo. Ở trong Thánh Đạo không còn một chỗ ít nào. Này Xá Lợi Phất, người này giác khởi niệm có ngã kiến mà có được Niết Bàn, thì người ấy đạt được Thánh Đạo đó không cần niệm nào khác. Vì sao? Vì tất cả phàm phu chấp ngã, chấp nhân sẽ không còn một ai. Người ngu sẽ như thế mất phải lỗi lầm này, cho rằng các phàm phu đều nhập vào Thánh Đạo. Thánh Đạo không có trói buộc, khi người này tu tập thì lại sát sinh. Thọ nhận năm thứ dục lạc phát khởi, năm thứ tội nghịch. Vì vậy, người ngu ở trong Thánh Đạo mắc phải năm tội đại nghịch. Vì sao? Vì tất cả phàm phu đều nói có ngã có chúng sinh. Nếu người nào nói như vậy, tức là đã tạo đủ năm loại năm tội đại nghịch, không thể nhập vào Niết Bàn. Nếu người nói về ngã nhân được nhập vào Niết Bàn, tức là nói dối, cũng là hủy bán Đức Phật. Nên ở trong giáo pháp của ta lại không thể đạt được xuất gia thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, này ta nói rõ cho ông. Người có chỗ thù đắc thì không có Niết Bàn. Người còn có chỗ thù đắc, nếu có Niết Bàn thì chư Phật không xuất hiện ở đời. Tất cả phàm phu đều nhập vào Niết Bàn. Vì sao? Vì tất cả phàm phu đều có kiến chấp về ngã, nhân, đều có chỗ thù đắc, đều là tà kiến. Này Xá Lợi Phất, ông hãy quan sát nơi ta đã bao nhiêu thời gian gây tạo kiến chấp về chỗ có thù đắc, chẳng phải là hạnh thánh hiền, nên chư Phật đã không thọ ký cho ta. Ông vào đời vị lai sẽ làm Phật. Này Xá Lợi Phất, ta hành trì như vậy vẫn còn không được.
thọ ký, huống chi là người ngu si này. Chỉ dựa vào giữa giới nghe nhiều, thiền định sinh ra kiến chấp về ngã nhân, về nhân và chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, ta nói người này không phải là hành giả, không gọi là người chứng đắc. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì nơi đêm dài sinh tử đã chấp trước theo tà kiến như vậy, nên không được diệt độ. Người ngu si như thế không suy nghĩ, chúng ta vì sao không tự thực hành, tu tập về pháp không có ngã nhân, chúng ta nhân đấy có thể đoạn trừ các khổ đau tích tụ. Này Xá Lợi Phất, ví như người mượn bẩm sinh đi đường, vì tránh chó dữ nên rơi vào hầm sâu lớn. Này Xá Lợi Phất, ta gọi người ngu si tu tập theo kiến chấp về ngã, về nhân, kiến chấp về chỗ thu đắc. Do các kiến chấp ấy mà muốn có được thanh tịnh, người ấy theo chỗ tham chấp, tức lấy sự việc này mà muốn đạt được niết bàn, ta nói người ấy sẽ rơi vào đường ấy. Này Xá Lợi Phất, với những người mù rơi vào hầm sâu lớn, sinh tâm an ổn. Người ngu si như vậy, theo kiến chấp về ngã, về nhân, kiến chấp về chỗ thu đắc, lại sinh tâm an ổn. Người ấy trong đêm dài sinh tử, tùy chỗ tham chấp, chính là khi dối, trở lại chấp trước vào việc này. Ở trong giáo pháp của ta mà thọ nhận cúng dường, người ngu si như thế, nơi đêm dài sinh tử càng suy kém, rơi vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, ví như vua thọ pháp đại quán đảnh, tự xử trị đất nước, oai lực tự tại cho người ấy nên tước đoạt, người này phải đuổi đi. Nếu những dân chúng không thuận theo ý nhà vua, vua nói vua là quá ác, hủy hoại tâm người, không thể giữ gìn thành, tôi muốn làm phản. Dù biết người này là giặc lớn, ở trong đại chúng đánh trống phát ra âm thanh dữ, khổ công trị tội người kia đuổi ra khỏi nước. Do người ấy không biết, không hết lòng trung, giữ gìn thành trì nên phải chịu khổ não đó. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật cũng vậy. Ở trong vô lượng kiếp tu tập sai quấy Bồ Đề Vô Thượng, làm Đại Pháp Vương, đối với quốc Pháp có oai lực lớn, trong các đệ tử có người biết về diệu vị của giáo Pháp, cho dù mất mạng cũng không hủy bán giáo Pháp của ta. Chư thiên và người đời không thể hủy hoại, đã thọ nhận giáo Pháp tự mình không tạo ác nghịch, cũng không chỉ dạy người khác. Ta ở trong chúng có oai lực lớn, tự tại tạo lập giáo Pháp để giữ gìn thành Pháp, không cho giặc ác hủy hoại, xâm nhập, trộm lấy giáo pháp bí mật của Như Lai để giảng nói, hướng đến giặc oán tà kiến giảng nói. Này Xá Lợi Phất, hiện tại Như Lai khéo giữ gìn thành pháp, bốn đệ tử lớn trí tuệ sâu xa, khiến thành pháp của ta không sợ bị phá hoại. Nếu cùng với thành pháp tạo nên chướng ngại, đó là giặc lớn hủy phá thành pháp, ăn trộm giáo pháp bí mật của ta, hướng về ngoại đạo giảng nói. Người này thường đến chỗ của ta, ta cùng nêu bày chỉ rõ nhưng không giảng nói pháp mật yếu. Người này vì cầu đạt chỗ giáo pháp được nêu bày nên xuất gia thọ giới. Ta biết người này và đời sau sẽ đắc đạo nên cho phép xuất gia 4 tháng thử nghiệm. Vì sao? Vì nhằm để giữ gìn thành pháp, lại khiến ở đời vị lai giặc cướp không còn giấy khởi. Như vậy là Như Lai khéo giữ gìn thành pháp, khiến không còn kẻ tùy tiện. Đó là thọ nhận giáo pháp của Phật, sẽ bỏ nguồn gốc tà ác, các chúng tỳ kheo đều nên hoan hỷ chấp thuận, khiến được xuất gia thọ giới rồi, thì hàng trời người nơi thế gian không thể làm lay chuyển được. Này Xá Lợi Phất, những người thế nào là nên thử nghiệm? Đó là người ngoại đạo và người ưa thích pháp của ngoại đạo. Này Xá Lợi Phất, thế nào là ưa thích pháp ngoại đạo? Đó là người còn có thủ đắc, là người chấp về ngã, là người chấp về nhân, người chấp về chúng sinh, người tham đắm, người tà kiến. Đối với pháp tự tướng không sinh tâm nghi ngờ, tỏ hành theo vô số pháp tà, dạy hư vọng, không thể hội nhập vào đại nhất nghĩa không, hành theo các đường tà, gọi là người ưa thích pháp của ngoại đạo. Này Xá Lợi Phất, không thể dùng vô số y màu sắc để thử nghiệm, hoặc người cư sĩ, hoặc người mặc ca sa có các thứ kiến chấp bất thiện về chỗ thủ đắc như thế đều gọi là ngoại đạo. Ở trong giáo pháp của ta xuất gia thọ giới thì nên thử nghiệm những người ấy. Vì sao? Vì còn có chỗ thủ đắc. Ở trong giáo pháp của ta, tức là tà kiến, gọi là giặc lớn, giặc trong hàng trời người nơi tất cả thế gian. Đó gọi là oan gia của tất cả thế gian, là giặc lớn của chư Phật. Này Xá Lợi Phất, người tà kiến này ta không thể thọ nhận cho xuất gia thọ giới. Này Xá Lợi Phất, tất cả pháp vô ngã,
Nếu người từ trong đó không thể phát sinh thuận nhẫn, nên tất cả các pháp đều không, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ mạng, mà không thể tin hiểu, thì ở nơi giáo pháp của ta, thọ nhận cúng dường, đó gọi là bất tịnh. Ngày nay tức không cúng dường Phật, không cúng dường pháp, không cúng dường tăng, gượng ép nhập vào giáo pháp của ta. Hình thì sa môn, mà tâm là ngoại đạo, là người ăn trộm pháp. Này Xá Lợi Phất, ở đời vị lai sẽ có tỳ kheo không tu tâm, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ. Tức người này đã xem thường những gì Như Lai đã thuyết giảng, những gì Như Lai đã thực hành. Như Lai luôn đối với đệ nhất nghĩa không cung kính cúng dường, luôn ưa thích hạnh này. Các tỳ kheo ấy tức đã xem thường về pháp không rốt ráo nơi chân tế Như Lai đã thực hành. Này Xá Lợi Phất, bấy giờ nếu có tỳ kheo khổ hạnh cũng đều bị xem thường. Hôm nay đệ tử của ta có người hành không, ta khen ngợi việc tu tập ấy là tối an ủi tâm ấy, là tốt an ủi tâm ấy. Khi đó người này khinh miệt về hành không, chỉ cầu việc không bền chắc, do chấp có ngã và có các pháp. Những sự việc như vậy khiến tâm nhiều người vui mừng. Nếu giảng nói các pháp đều là không, thì người này cũng khinh chê vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì pháp như là như thế. Căn lành của chúng sinh muốn đoạn dứt tướng gốc, thì hiện ra pháp vi diệu chân thật. Ở nơi thế gian không còn người thọ nhận, với như người ngu cho hương trên đèn, đồng với loại cây cỏ tạp nhạc. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Ca Diếp giảng nói, trong đời vị lai, các chúng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì lợi dưỡng nên giảng nói đệ nhất nghĩa không cho các cư sĩ. Bây giờ nhiều người, phần nhiều người tại gia và xuất gia, ngu si, nên không thọ nhận, chống đối không tin, trở lại phỉ báng nên mất hết lợi lớn. Do nhân duyên này nên bị đọa vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, khi ấy phần nhiều chống đối tranh cãi, bàn luận về ngã, luận về nhân, bàn về chúng sinh, luận về thọ mạng, bàn về sự sống, ít muốn pháp thiện, chỉ ưa lợi dưỡng, thật là ngu si. Tự cho là có trí tuệ cùng nhau chống đối, thường xuyên tranh cãi, ưa có việc đoạn dứt, sinh tâm oán ghét. Người ấy bỏ pháp sa môn, chỉ cầu lợi dưỡng, phần nhiều ưa thích mưu tính việc làm chẳng phải là một, luôn thích dò xét tìm tòi chỗ hơn kém của người khác, tự giấu lỗi mình, sau nói về công đức. Như tỳ kheo hiện nay, chỉ giấu công đức, tự nêu ra tốt xấu, lúc ấy thì đều cùng nhau, không thể giữ gìn giới trọng vì không hiểu biết. Phá hủy phép tắc, lại nói các pháp là không, tự tướng cũng không, thì có chỗ nào để có thể tạo tác? Như Na La diễn trò, hóa hiện ra một số sự việc. Người không hiểu biết trông thấy liền cười to. Vì sao? Vì không hiểu về thuận ẩn dấu của pháp lý hí lộng. Sinh tâm cho là hí hữu, kinh nhạc nên cười to. Vì thế này Xá Lợi Phất, bây giờ thì kheo chân thật giảng nói pháp tịch tỉnh, kẻ cầu mạng sống cùng nhau đùa cợt. Vì sao? Vì người này không biết nghĩa lý nơi pháp Phật, nghe nói pháp không thì kinh nghi sợ hãi. Này Xá Lợi Phất, ông xem xét người này, ở chỗ an ổn sinh tâm suy não, ở chỗ suy não sinh tâm an ổn. Người này là điên đảo, hành trái với pháp lành, thuận theo pháp ác. Này Xá Lợi Phất, người sinh như vậy phần nhiều đều mang tâm tham lam kiêu kiệt, sân giận ô tối, hành đủ ba căn bất thiện. Này Xá Lợi Phất, vì tạo lợi ích, ta vì tạo lợi ích cho các tỳ kheo giữ giới, nên giảng nói 250 giới kinh. Người ngu si như thế, chỉ do nhân duyên nhỏ ở thế gian, nên hướng đến người tại gia để giảng nói, thậm chí còn ghi chép để chỉ dẫn cho cư sĩ. Này Xá Lợi Phất, người ngu si như thế mới giảng nói, các pháp đều không, tự tướng cũng không. Vậy có chỗ nào để có thể tạo tác? Vì sao? Vì người ngu si như vậy, hãy còn không thể trừ bỏ phiền não tham lam kiêu kiệt, huống gì có thể đoạn dứt vô minh. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy thì kheo giữ gìn giới luật không thể học tập hoàn hảo, người dạ nói các pháp cũng không học tập hoàn hảo, người đọc tụng kinh điển cũng không tu học hoàn hảo. Này Xá Lợi Phất, thế nào là gọi là tỳ kheo thọ trì giới luật không thể tu học hoàn hảo? Trong kinh Đức Như Lai dạ nói có ba học, đó là học thiện giới, giới, học thiện tâm, định, học thiện tuệ, tuệ. Người ấy đối với ba học này không thể tu học hoàn hảo. Chỉ do nhân duyên nghe nhiều nên khinh mạng người khác,
Tức người này làm chướng ngại pháp lành. Người ngu như vậy hãy còn không thể hỏi đáp đúng như pháp, huống hồ là đối với pháp không đốt ráo, không thật có thể phát khởi tinh tấn. Này Xá Lợi Phất, bấy giờ tỳ kheo phá giới thích làm công việc của cư sĩ, nên nêu giảng pháp thông dụng theo sứ mạng chữa trị các bệnh để tự kiếm sống. Này Xá Lợi Phất, nơi ông xem xét người sâu ác này, ở trong giáo pháp của ta xuất gia thọ giới, thọ nhận sự cúng dường mà lại cho ta là oán địch. Này Xá Lợi Phất, khi ấy bốn thiên vương, Thích Đại Hòa Nhân, Đại Phạm Thiên Vương cho đến hàng trăm ngàn vạn ức chư thiên, thời gian pháp của ta bị hủy hoại như vậy đều hết sức ưu sầu, than thở, khóc lóc. Này Xá Lợi Phất, thật sự là không nên nương tựa theo ta và làm việc phục vụ cho cư sĩ. Vì sao? Vì đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến chư thiên rộng thần, hãy còn không nên làm công việc bị sai khiến. Chư thiên rồng thần đối với các đệ tử của ta cùng làm công việc sai khiến. Người ngu như vậy đã gần gũi với hàng cư sĩ, đã có thể tu tập thông đạt các pháp đệ nhất nghĩa không là điều không hề có. Này Xá Lợi Phất, bấy giờ tỳ kheo phá giới giảng giải, giảng nói Phật pháp cho người tại gia cho đến chỉ để có được một ly rượu, ý không thế nào, phần nhiều là tham dục giận dữ ngu si mà thích đọc kinh nhiều, tham lợi kinh doanh, bèn ngoài mà hành trì không thanh tịnh. Người ấy có thể tin điệu các pháp không, rốt ráo không có gì là có. Có thể đạt được nay đủ quả sa môn chăng, Bạch Thế Tôn không? Này Xá Lợi Phất, nếu thì kheo nào còn hứng thú khi đạt được các thứ y phục, đồ ăn, uống, ngoà cụ, thuốc men, mà giữ giới thanh tịnh thì dù không thích các nơi ồn náo, tán loạn về lời nói, không tham nghĩa lý của ngoại đạo, ngày đêm siêng năng tinh tấn, như cứu lửa đang cháy đầu, nhất tâm chuyên cần thực hành tám con đường chân chánh. Người này đối với pháp không, không có chỗ thủ đắc, hay còn khó thông đạt được. Huống hồ là kẻ ngu si kia, không có sự ham muốn xấu sâu xa, không có tinh hiểu. Này Xá Lợi Phất, âm xem người ấy không biết nghĩa lý vô thượng của Như Lai nên phá hoại chánh pháp của ta, tự làm cho thân mình và thân người khác suy não lớn. Như vậy là giặc lớn, là oan gia của thế gian. Trong kinh này có nêu là nên mau xa lìa. Người ấy đối với Phật hãy còn không biết ơn. Tự nghĩ chúng ta đã là người xuất gia, để giới pháp này, chỗ không nên làm thì không nên làm theo. Vì thế này Xá Lợi Phất, Như Lai muốn khiến trong đời vị Lai dứt trừ việc sâu ác đó mà giả nói kinh như thế. Nếu thì kheo nào phá hủy giới đã thọ nhận, phá bỏ oai nghi và chánh kiến, nghe được kinh này thì sợ hãi chống trái với giới. Vì sao? Vì người phá giới không thể trong một khoảnh khắc như bốn ngón móng tay mà an trụ vào tướng thánh nhân, mặc áo cà sa. Nếu nghe kinh này tâm hoan hỷ thì người đó gọi là cúng dường chư Phật, giữ gìn Phật đạo. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, đó gọi là cõi chân của Phật đạo. Nếu thiện nam tín nữ nào muốn đạt được pháp sa môn, vì để được nghe kênh này nên phải vượt qua hơn trăm ngàn vạn ức do tuần. Vì sao? Vì cho Phật Như Lai lâu lắm mới xuất hiện ở đời, tuy đã ra đời nhưng phải đúng thời mới giảng nói. Phẩm 9. Liệu giới. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, có ba hạng người nghe giảng nói kênh này tâm không vui mừng. Những gì là ba? 1. Tỳ kheo phá giới. 2. Người tăng thượng mạng. 3. Người giảng nói pháp bất tịnh và tham chấp ngã. Người ấy xa lìa đối với kinh nói về sự tùy thuận nơi thật tướng sâu xa, hoàn toàn đầy đủ là một lũ người mù bẩm sinh. Cho nơi này Xá Lợi Phất, ta đem kinh này lần đối phó chúc cho ông. Vì sao? Vì kinh này sau khi Như Lai diệt độ, có thể khiến cho tỳ kheo giữ giới thanh tịnh sinh tâm vui mừng. Kinh thâm dạy như thế, người giữ giới thanh tịnh luôn thói nhận giữ gìn. Kẻ phá hủy giới thì thường xa lìa. Vì sao? Vì người ngu si nghe giảng nói về chánh ngữ chân thật thì cho là khổ đau. Này Xá Lợi Phất, thì khe phá giới với chỗ hình thành tướng mạo như là đối với người ấy giảng nói là giảng nói rộng đủ. Này Xá Lợi Phất, thì khe phá giới pháp nên không thích giữ giới luật nghi. Như người ngu si không thích trí tuệ, như người keo kiệt không muốn nghe nói về bố thí.
Người tăng thượng mạng không muốn nghe nói về pháp không có kiêu mạng. Nếu nghe thì sợ hãi như rơi vào hầm sâu. Người thích lợi thế gian, tham chấp vị ngon, nghe cho chắc đồ ăn, thì tâm sầu não. Nếu người ưa thích đọc kinh sách của ngoại đạo, tức ở trong đó sinh tưởng cho là chắc thật, người chấp trước nơi ngôn ngữ, ưa thích nói năng tán loạn, người ưa thích nói lời trâu chuốt, dân từ mỹ lệ, đối với đạo nghĩa của Phật, thì tâm không thanh tịnh, là đối với pháp này không kính, không tin. Này sẽ lại phát với như người, với như không phải người nam, không có công dụng của người nam, cho đến trong các người nam, sinh tưởng không phải người nam, lại suy nghĩ, những người này cũng như ta không khác. Người thích xem kinh sách của ngoại đạo như vậy, luôn ưa thích trâu chuốt lời văn từ ngữ. Đối với đệ nhất nghĩa của chư Phật, tâm không cung kính. Này Xá Lợi Phất, trong đó có người giả nói kinh thanh tịnh, vì đối với người ấy, kẻ kia cũng không cung kính, lại khinh chơi tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Vì sao này Xá Lợi Phất, kinh sách của ngoại đạo nói không chân thật, nói pháp kiêu mạn, cao ngạo, tự đại. Vì sao? Vì không chán lìa sự việc ấy, không tạo sự vắng lặng, không giúp cho việc đắc đạo, không đạt tới niết bàn. Người ấy hủy hoại các căn lành như tính vân vân, đối với tất cả xứ không tin có công đức. Giống như người không phải người nam, đối với mọi người đều cho là như mình. Này sao lại phát như người mù bẩm sinh không thấy các màu sắc là màu đen hay màu trắng. Người không thấy màu trắng đen, tức không thấy màu sắc tốt, không thấy màu sắc xấu, không thấy các màu xanh vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, xanh, trắng, không thấy các màu sắc dài, ngắn, thô tế, cạn, sâu, không thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú. Người mù như thế suy nghĩ, không có màu trắng đen, người không thấy màu trắng đen, không có màu sắc tốt, xấu tốt, không có màu xanh vàng, đỏ, tía, dài, ngắn, thô tế, xấu, cạn, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, cho mọi người khác cũng đều như vậy. Tâm người mù điên đảo, đối với tất cả nơi chốn đều cho là tối đen. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới, người tăng thượng mạng, tỳ kheo bàn luận theo ngoại đạo cũng là như vậy. Đối với giáo pháp sâu xa của Phật, tâm không tin ưa, không thể thấu đạt. Người nói các pháp là không, không thật có thì không tin hiểu, không ưa thích, nên không thể thông đạt. Này Xá Lợi Phất, những người như vậy thật đáng sợ, vì đã đi vào cõi trong cõi tà, không đạt được chánh pháp. Nhờ chánh pháp này mới gọi là sa môn chân thật. Ông đã đắc pháp nhưng người ấy không tin, giống như người mù cho là không có các màu đen trắng. Này Xá Lợi Phất, người ấy như vậy là nhập vào nẻo tà, tìm cầu kết luận của ngoại đạo, ưa thích các đồ, các chỗ ồn náo, tăng thêm phiền não, tánh ác, pháp ác. Người ấy không thể tin các pháp không, huống hồ là thông đạt. Này Xá Lợi Phất, ông ý ông thế nào? Như loài chuồn hoang làm sư tử, đã có thể đã gầm, đang gầm và sẽ gầm tạo ra dáng đi của sư tử đang đi, sẽ đi và đã đi không? Bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao? Vì sắc lực âm thanh của chuồn hoang không bằng sư tử. Chuồn hoang chỉ có thể tạo ra âm thanh của chuồn hoang. Nếu muốn gầm lên thì chỉ có tiếng của chuồn hoang phát ra, chẳng phải là tiếng của sư tử. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới, tỳ kheo tăng thượng mạng tự cho sự việc ấy là hơn hết. Người thuyết pháp bất tịnh là thọ nhận luận thuyết của Ni Kiền Tử, hoặc chấp một việc giữ chặt không bỏ, tham lợi dưỡng ở đời, ưa thích đọc kinh sách, chứ không thể thông đạt thật tướng của các pháp. Nên nếu có thể tinh thọ các pháp vô tướng là điều không hề có. Này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo tuổi cao đức dày là bậc uy đức trong số các tỳ kheo, có trí tuệ sâu xa, người ấy có thể tin về pháp không, tự tướng không thật có, pháp không có ngã, không có nhân. Vì sao? Vì người ấy không ưa thích các lời nói xen tạp ồn náo, không thích lối đọc kinh sách phần chỉ là ngủ nghỉ, không vì hàng tại gia làm cái việc kinh doanh, không bị sai khiến giữ chuyển văn thư, không làm y thuật, không đọc các phương thuốc, không mua rẻ bán đắt, không thích bàn luận theo ngôn ngữ của thế gian, chỉ thích giảng nói lời xuất thế gian. Người ấy có thể tin hiểu tất cả pháp không, đối với tất cả các pháp không khởi không hoại. Người ấy có thể chứng được chân thật tế, tức có thể như tiếng gầm của sư tử đích thật, chẳng phải là tiếng gầm của giả can.
Này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo nào gắn bó với kinh sách, nghĩa lý của ngoại đạo, tức người ấy đã sợ bỏ giáo pháp phi diệu của Phật và nói phép cho đại chúng bằng ngôn từ của ngoại đạo, cho nên chỉ tạo nên tiếng gọng của chuồng hoàng. Này Xá Lợi Phất, người xấu ác như vậy gọi là sa môn mục nát hư hoại. Vì sao? Vì nghĩa lý của ngoại đạo chẳng phải là giáo pháp của Phật. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo chấp theo pháp của ngoại đạo không nên xưng mình là đệ tử của Phật. Vì sao? Vì sa môn thất tử không thể dạng nói theo lời của ni kiền tử ở trong đại chúng, chỉ dạng nói pháp Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu người chấp trước nơi ngôn ngữ bất tịnh, muốn làm tiếng gầm của sư tử, nhưng chỉ tạo tiếng kêu của loài chuồng hoang, người ấy không thể hiểu về đại nhất nghĩa của pháp Phật. Này Xá Lợi Phất, nay ta sẽ nói rõ cho ông, nếu người đầy đủ các hành trì giữ giới, thiền định trí tuệ, không keo kiệt, không tham lam, không đắm nhiễm sân si, không ôm lòng vô định, nhàm chán tâm ác, nói lời chân thật, luôn thích ở một mình, không ham ngủ nghỉ, ưa thực hành theo nẻo không, vô tướng vô nguyện, không sinh không diệt, sinh tâm lìa dục, cầu hiểu rõ về đại nhất nghĩa của pháp Phật, không thích lời thế gian, yêu mến lời xuất thế gian, hết lòng giữ gìn các giới, đã đều xa lìa tất cả việc ác và tri thức ác. Trú vào pháp này thì có thể hiểu rõ pháp không, không thật có. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vị hạnh ấy gọi là hạnh của bậc đại nhân, chẳng phải là hạnh tham ưa lợi dưỡng, chẳng phải là hạnh của người ngu si tầm thường, chẳng phải là hạnh của sa môn hư hoại, chẳng phải là hạnh của hàng sa môn cặn bã, chẳng phải là hạnh của hàng sa môn giả danh. Thật tướng của các pháp là tịch tịnh rốt ráo, tức là Phật đạo. Người tham thích lợi dưỡng thế gian và nói pháp bất tịnh đều không thể so sánh. Này Xá Lợi Phất, lãnh vực này gọi là lãnh vực của bậc đại trí, chẳng phải là lãnh vực của kẻ tham ưa ngoại đạo, chẳng phải là lãnh vực của người giảng nói về chấp ngã nhân. Này Xá Lợi Phất, nếu thực sự có ngã, có nhân thì nói về ngã nhân, tức nên có thật tướng. Nên hỏi như thật, nếu có ngã thì đó là màu gì? Màu xanh vàng đỏ trắng, là ở trong thân hay ở ngoài thân, là ở khắp thân như dầu ở nơi hạt mè. Này Xá Lợi Phất, trong hạt mè có dầu nên có thể dẫn ra chỉ rõ. Nếu ngã ở bên trong nên nói có ngã, thì nên nếu bày chỉ rõ. Như từ trong hạt mè cho ra dầu, chỉ rõ là dầu. Trong đời nhất nghĩa, cầu tìm ngã không thể được. Do đó phải biết, nếu người nào nói có ngã có nhân, thì người này hãy còn không có giới của sa môn, huống hồ là quả vị sa môn. Này Xá Lợi Phất, nên biết người tham chấp theo tà kiến như thế, đó là chấp ngã, chấp chúng sinh, chấp thọ mạng, tức bị rơi vào từ đỉnh cao. Người ấy tham chấp theo tà kiến như thế, hãy còn không thể trừ bỏ tâm tham cầu lợi dưỡng, huống chi là trừ bỏ phiền não vi tế. Này Xá Lợi Phất, người tốt đặc biệt không, nếu bị lợi dưỡng của tham dục giận dữ si mê che lấp, thì không hề có, cũng không bị rơi từ đỉnh cao. Này Xá Lợi Phất, tâm chấp có ngã tức người đó cho là có thọ mạng, do nhân duyên thọ mạng nó bị lợi dưỡng lôi kéo, ngăn che làm chướng ngại nơi đạo. Này Xá Lợi Phất, người chấp ngã chấp nhân, tuy ở trong giáo pháp của ta xuất gia học đạo, người ngu sư như vậy ở trong giáo pháp thanh tịnh tức chẳng phải là xuất gia. Vì sao? Vì xuất gia theo ni kiện tử, tâm đều chấp có ngã, có chỗ thù đắc. Này Xá Lợi Phất, người có chỗ thù đắc, tức từ vô thủy đến giờ, luôn có kiến chấp ấy, đã được xuất gia vẫn còn, không đoạn dứt, đó gọi là nhân nơi ngoại đạo mà xuất gia, không gọi là nhân nơi thánh pháp mà xuất gia. Vì sao? Vì người xấu ác không thể tin thích nơi pháp lớn, đối với pháp lớn thanh tịnh không có tưởng chân thật. Này Xá Lợi Phất, như vậy do nhân chuyên phá bỏ giáo pháp này là tội nặng nên tàn dư chưa dứt hết, thành tử không thể tin hiểu thật tướng của các pháp. Phát khởi nghiệp bất thiện, hoặc phỉ báng tám thánh đạo, hoặc đối với tỳ kheo, tịnh giới sinh tâm sâu ác, dối nói ra lỗi lầm, hoặc nói lời phá giới, phá chánh kiến, phá thọ mạng, phá hoài nghi, hoặc không thấy lỗi lầm của người khác, vọng sinh phải quấy, hoặc đem tâm bẩn đục, ganh ghét giận dữ nói xấu về tên tuổi của người khác, hoặc không thể hiểu biết nghĩa lý trong kinh Phật, cho chẳng phải là pháp của Phật.
Người ác như thế gây tạo đầy đủ nghiệp ác, phá hoại giáo pháp. Đối với đệ nhất nghĩa của Phật, tâm không thấu tỏ, không hội nhập, không hoan hỷ. Tội nặng như vậy do nhân duyên, quả báo còn sót lại. Tuy siêng năng tinh tấn, hãy còn không thể thâu lấy tướng của đối tượng duyên. Huống gì là giữ vững tâm để có thể đạt được đạo quả, là còn nương tựa sâu xa nơi kiến chấp ngã nhân. Những kiến chấp như vậy cho đến chư Phật cũng không thể nhổ bật từ gốc rễ, huống hồ là hàng thanh văn. Này sẽ là Phật, nếu người có những tham chấp sâu ác tà kiến như vậy, đó là kiến chấp về ngã nhân, về chúng sinh, về tuổi thọ, về mạng sống, là đối với đệ nhất nghĩa không thì kinh sợ, nghi ngờ, nên biết người này đời trước gây tạo nhân duyên của tội pháp pháp. Này sẽ lời Phật, nếu người tham chấp theo tà kiến sâu ác như thế, đó là tham chấp về ngã, tham chấp về nhân, tham chấp về tòa mạng. Người ấy dù được 100.000 ức chư Phật dùng 3 thứ luân hiện bày, cũng không thể khiến giác ngộ, khiến đạt được đạo quả. Này sẽ lời Phật, thầy dùng dao bén cắt lưỡi, không nên không thấy sự việc của người khác mà nói dối về lỗi lầm của họ là phá giới, phá chánh kiến, phá tòa mạng, phá oai nghi. Này sẽ lời Phật, ở đời Vị Lai sẽ có tỳ kheo giữ gìn 250 giới. Người sinh tâm ngã mạn lại suy nghĩ, ta là người giữ giới, còn kẻ khác thì không như vậy, khinh chê người khác, tâm không cung kính, cho ta là nghe nhiều biết rộng, người khác thì không nghe nhiều biết rộng. Này sẽ lời Phật, bây giờ có tỳ kheo chỉ kính trọng giữ giới nhiều hơn thực hành hạnh A-lan nhã. Có thể khéo giữ gìn giới phẩm, tuân theo chỗ đại giảng nói về để hành trì. Tâm siêng năng đọc tụng kinh điển mong thông hiểu pháp Phật. Những người như vậy sinh và kiêu mạn, và nghe nhiều biết rộng, sinh kiêu mạn và hạnh A-lan nhã, mà thích sân hận, tâm luôn cấu uế, ôm lòng tham chấp sâu dày, tâm ý càng giận dữ, ngu độn, không biết. Do nhân duyên nhỏ mà phát sinh việc lớn, người ấy do giận dữ che lấp tâm, giúp sinh ra lỗi lầm, gọi là phá giới, phá chính kiến, phá tòa mạng, phá hoài nghi. Này sẽ lời Phật, trong số tăng chúng như thế, có thì kheo tốt, tâm không bè phái thiên lệch, đứng giữa nhân rồi cũng đồng với kẻ ác kia, cùng nhau bàn luận, trách cứ, tranh cãi, không chừng khi các việc ngồi thiền tụng kinh không được an ổn, tại gia xuất gia cũng đều loạn động. Thế nên, này sẽ lời Phật, bây giờ có nhiều tỳ kheo, một hạ, hai hạ, ba hạ, cho đến chín hạ tỏ ra khinh mạn bậc thượng tọa không có cung kính. Người ấy xuất gia thọ giới phần nhiều không đúng như pháp, tới học nơi các bậc hòa thượng A-sa-la cũng không cung kính. Này sẽ lời Phật, khi ấy tỳ kheo trẻ tuổi và người xuất gia trước không có chỗ nương tựa, cùng nhau khinh mạn tỳ kheo mười hạ nuôi dưỡng đồ chúng. Các đồ chúng ấy đều không cung kính, không giữ oai nghi phép tắc, cũng không hành như pháp. Này sẽ lời Phật, lúc này những kẻ xấu ác gồm đủ cả tham dục sân hận ngu si, cùng nhau khinh mạn, không biết cung kính, mâu thuẫn trái nghịch, giáo pháp của ta bị tiêu diệt. Này sẽ lời Phật, khi đó những người ngu si này phần nhiều giấy khởi nghiệp tội pháp pháp, khởi tội này rồi sẽ bị đọa vào cõi ác. Này sẽ lời Phật, nơi ta nói rõ cho ông biết, tỳ kheo tự cầu lợi dưỡng, cầu điều thiện cho thân mình. Lúc ấy không được nhập chúng, cho dù là một đêm, chỉ trừ A-la-hán đã dứt hết phiền não, và tỳ kheo bệnh tật có duyên đồng ấy. Vì sao? Này sẽ lời Phật, bây giờ những người tham dục giận dữ si mê, độc hại đang thịnh, không biết sợ hãi, luôn tạo mọi bức bách. Người cầu lợi lành phải tự ở chốn núi rừng thanh vắng, cho đến khi qua đời khác nào loài thú rừng chết, khác nào loài thú rừng chết. Này sẽ lời Phật, hôm nay ta sẽ nói rõ cho ông. Giáo pháp chân thật này của ta không trụ lâu nơi thế gian. Vì sao? Vì phước đức căn lành của chúng sinh đã hết. Đời sâu ác ô trược đã đến gần. Tỳ kheo cầu lợi cho mình, cầu thiện cho riêng mình, nên sinh tâm nhàm chán như vậy. Ta phải làm gì khi thấy giáo pháp bị phá loạn? Rất khó thấy sa môn xuất hiện ở đời sâu ác này, nên ta phải giúp tâm tinh tấn tu tập sớm cho đắc đạo quả.
Này sẽ là vất giới pháp của ta, không có điều khó, không nhớ nghĩ về cơm ăn, áo mặc, đồ nằm, thuốc mang. Các ông chỉ nên siêng năng tu hành Phật đạo, chớ quý trọng cuộc cái lợi dưỡng, cúng dường của thế gian. Này Xá Lợi Phất, này ông hãy lắng nghe, ta sẽ giảng nói cho ông. Đã có tỳ kheo nhất tâm hành đạo, thì ngàn ức trời thần đều cùng đồng tâm, đem các thứ vật dụng ưa thích theo ý muốn để cúng dường. Này Xá Lợi Phất, những người cúng dường tỳ kheo ngồi thiền không bằng hàng trời thần. Cho nên, này Xá Lợi Phất, ông chớ lo âu suy nghĩ mình không được cúng dường. Đức Phật giáo hóa chân thật nên tùy thuận hành trì, cho đem đề nhất nghĩa không ra giảng nói với kẻ lỗi lầm xấu ác. Vì sao này Xá Lợi Phất? Hiểm nạn lớn là không chứng đắc gì cả. Hoặc có tỳ kheo nhờ nơi giáo pháp của ta xuất gia thọ giới, ở trong pháp ấy siêng năng hành trì tinh tấn, tuy chư thiên thần và các chúng sinh không nhớ nghĩ, nhưng có thể nhất tâm siêng năng tu tập đạo quả hoàn toàn, không nhớ nghĩ về chỗ cần thiết của cơm ăn áo mặc. Vì sao? Vì kho tàng phước đức của Như Lai là vô lượng khó hết. Này Xá Lợi Phất, sau khi Như Lai diệt độ, nơi trong ngàn ức phần của tướng Bạch Hào, đem một phần trong số đó cúng dường Xá Lợi và các đệ tử. Này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả người ở thế gian đều cùng xuất gia thực hành đúng theo pháp, thì đối với trăm ngàn ức phần của tướng Bạch Hào không hết được một phần. Này Xá Lợi Phất, vô lượng công đức của Như Lai là như vậy. Nếu các tỳ kheo đã được thức ăn uống và các vật cần dùng tích hợp đầy đủ, này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy phải nên suy nghĩ, còn nên đối với các vật cần dùng như thế mà hành theo các pháp xấu ác của tà mạng. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo mặc nạp y nên nhặt lấy nạp y thô xấu, phải sinh tâm này, nhờ y ấy ngăn chặn được nóng lạnh và tu tập thánh đạo. Hôm nay ta dùng y thô xấu này may vá thành y tăng già lê để mặc và dốc hành trì tinh tấn. Nếu mặc theo hàng phàm phu, cho dù một đêm cũng không nên mặc. Tỳ kheo ấy đem giặt sạch sẽ rồi may y mặc. Nếu tỳ kheo này đối với nạp y ấy sinh tâm tham đắm thì liền bỏ. Ta không lấy mặc y này, huống gì là y khác. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ấy đối với y này sinh tâm chẳng phải là pháp của tỳ kheo. Tỳ kheo ấy không nên tham đắm, huống gì là các vật khác. Này Xá Lợi Phất, khi ấy tỳ kheo thà dùng dây sắt nóng đỏ tự trói thân mình, cho nên tham đắm mặc nạp y như thế. Bởi vì sao? Vì đối với y ấy đã sinh tâm nhiễm ái. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo mặc nạp y nên suy nghĩ như vậy. Mặc đạo y như thế là để ngăn chặn lạnh nóng, giúp đỡ cho sự tu tập đạo quả. Hôm nay ta không nên tham vướng đối với y khác, sẽ chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo mặc nạp y như thế là chuyên cầu đắc đạo, ta tức đồng ý cho mặc. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo đi khất thực phải đúng như các pháp, không nên phân biệt, luôn thâu giữ tâm mình không cho tán loạn mà đi vào làng xóm, dùng các thiền định để tự trang nghiêm. Khất thực xong, tâm không nhiễm ô, đã được thức ăn rồi thì ra khỏi xóm làng đến chỗ bờ sông thanh tịnh, nó có thể tu đạo, để thức ăn qua một bên, rửa chân sạch sẽ rồi ngồi xuống, bày thức ăn ra trước mặt, nên sinh tưởng nhàm chán xa lìa, tưởng vào sự bất tịnh như phân nhơ thối rửa, như đồ nôn mửa, như ghẻ lở, tưởng như đồ chán ghét. Lại nữa, đối với trong thân và sinh tưởng về thay chết, tưởng như màu xanh bầm, tưởng như máu mủ, nghĩa là đồ hư thối. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phải sinh tưởng như vậy khiến không còn tham đắm, sau đó mới ăn. Ăn là để nuôi dưỡng thân này, trừ bệnh tật và đói khát, để được tu tập đạo quả. Là suy nghĩ ta ăn thức ăn ấy là phá trừ khổ não trước, không còn đau khổ sau, tâm được an vui, điều phục thích hợp, không còn lo lắng, thân thể nhẹ nhàng, bước đi an ổn. Là nghĩ ăn thức ăn này rồi, ta sẽ chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán và pháp nhẫn vô sinh. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ăn như thế,
ăn thức ăn như thế, ta chấp thuận sự việc khất thực ấy. Này Xá Lợi Phất, nói thì kheo khất thực, được thức ăn mà sinh tâm tham đắm mùi vị, cho là thức ăn ngon, lại suy nghĩ ta ăn thức ăn này sẽ được sắc đẹp, khí lực đầy đủ, khỏe mạnh, mà không suy nghĩ ta ăn cái thức ăn này là nhằm siêng năng tu hành thánh đạo, thì khi như thế là ta không chấp thuận cho nhận một chút thức ăn uống, huống gì là cả bữa ăn. Này Xá Lợi Phất, nếu trong bữa ăn không thấy lỗi lầm sâu ác, không thấy đạo xuất ly mà cứ ăn, thì thà tự dùng tay cầm dao mổ bụng ăn thịt mình. Vì sao? Vì ta chấp thuận cho người tu hành chứng đắc được sự cứu dừa mà không chấp thuận những người khác. Này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là người tu hành? Nếu có tỳ kheo quyết định phát tâm, ta ở đời hiện tại dốc đoạn trừ các kết sử, sẽ nhập vào niết bàn vô dư vô tập thánh đạo như cứu lửa cháy đầu, lại dốc đoạn trừ các pháp bất thiện, đó gọi là người tu hành, đã có thể nhất tâm tín hiệu pháp không, vô tướng vô nguyện, chỉ đoạn trừ các phiền não, nên chứ đắc quả Tô Đà Hoàng, Tô Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đó gọi là người tu hành. Cầu các pháp thiện, lưu hành trì thưa hỏi là người tu hành, đã có thể phát tâm độ thoát tất cả chúng sinh, gọi là người tu hành. Tâm siêng năng tu tập các pháp trợ đạo, lời nói và việc làm đều đúng như các pháp, và luôn nhất tâm chuyên cầu Phật đạo. Này Xá Lợi Phất, ở trong pháp Phật, đó gọi là người tu hành. Thế nào gọi là người chứng đắc? Nghĩa là chứng đắc quả Tô Đà Hoàng, thoát khỏi ba đường ác, gọi là người chứng đắc, đạt được quả Tô Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đoạn trừ các phiền não, chỗ cầu đạo đại dứt, việc làm đã xong, các học về ba học, gọi là người chứng đắc, ta chấp thuận cho người này được thọ nhận sự cúng dường. Này Xá Lợi Phất, người giữ giới thanh tịnh nhằm giáo hóa cho đàn Việt và tu tập học nhiều biết rộng, đọc tụng kinh điển, đó là đọc tụng Tu Đà La Kỳ Dạ Thọ Ký và Đà Ưu Đà Na Ni Đà Na, các kinh như vậy, kinh Bổn Sinh, kinh Phương Đẳng, kinh Vị Tạng Hiểu, kinh A Ba Đà Na Luận Nghị, người còn có thể giữ giới thanh tịnh, không có tỳ vết, không có quế, không đục dơ tự tại, không lắm nhiễm được bậc trí khen, tự thân được đầy đủ, tuần theo thiền định, thường xuyên ưa thích ngồi thiền, thì kheo này ta cũng chấp thuận cho thọ nhận sự cúng dường. Này Xá Lợi Phất, người thân chứng đắc pháp, không còn nghi ngờ hối tiếc, ta chấp thuận cho người ấy ngồi nơi tòa cao thuyết giảng giáo pháp. Tuy là phàm phu, nhưng giữ giới thanh tịnh, tâm không tham vướng nơi kinh sách, nghĩa lý của ngoại đạo, nhất tâm chuyên cầu đạo quả cho thượng của sa môn, không tham đắm lợi dưỡng, giả nói chắc thật khéo léo, học nhiều biết rộng như biển cả, cho dù mất mạng cũng không nói dối, không thích tranh cãi, luôn tự lợi mình và làm lợi cho người khác, chỉ giảng nói giờ đã nhất nghĩa chân thật thanh tịnh, lời nói và việc làm luôn như nhau. Này Xá Lợi Phất, người giảng nói như thế, ta chấp thuận cho giảng nói giáo pháp. Các pháp Như Lai đã giảng nói đều có thể khiến cho các pháp không hề chống trái nhau, đó là giảng nói về giới định tuệ, giải thoát tri kiến. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo cầu lợi, xuất gia theo Phật mà phá bỏ giới phẩm, thì sao có thể giảng nói giáo pháp? Vì sao? Này Xá Lợi Phất, trong kinh ta đã nói, nếu người tự mình không khéo tịch tỉnh, tự mình không thể giữ gìn mà có thể khiến cho người khác khéo tịch tỉnh, khéo giữ gìn là điều không hề có. Như người tự chìm đắm trong chỗ bùn nhơ mà muốn giúp cho người khác ra khỏi nơi ấy là điều không thể có. Nếu người có thể tự mình khéo tạo sự tịch tỉnh, có thể tự mình giữ gìn, có thể ra khỏi chỗ bùn nhơ và giúp đỡ kẻ khác ra khỏi nơi ấy là điều có thể đạt được. Như thế này sẽ là Phật, hôm nay ta nói rõ cho ông, nếu người nào phỉ báng Như Lai thì tội ấy rất nặng, thì khi nói lời chân thật thì nên chấp thuận cho dạng nói giáo pháp. Tỳ kheo giữ giới chẳng phải là người nói dối, thì có thể bố thí pháp. Này Xá Lợi Phất, ngồi nơi tòa cao, giảng nói chánh pháp, quyết định đoạn dứt nghi ngờ là việc tối thượng. Nếu giữ giới không thanh tịnh, chấp vướng nơi nghĩa lý của ngoại đạo, thì ta không chấp thuận. Người nói dối, người quý trọng, thích việc thế gian, người cầu lợi dưỡng, người ưa tranh cãi,
ta cũng không chấp thuận, ta chỉ chấp thuận đối với người giữ giới thanh tịnh, người tâm ngay thẳng chân thật, người thông đạt thật tướng của các pháp, được ngồi nơi tòa cao và nói giáp pháp. Này Xá Lợi Phất, Tỳ Kheo phá giới, thà nên bỏ giới chứ không mặc ca sa, giả tướng thánh nhân, che giấu tội lỗi, ngầm làm các việc ác, tòa nhận của tính thế. Này Xá Lợi Phất, do nhân duyên nhỏ mà về lâu về xa và tòa nhận thân ở địa ngục, phẩm 10 chúc lụy. Bây giờ tôi và A Nan, bạch Phật, bạch Thế Tôn, vào đời sáu ác như thế, các Tỳ Kheo đối với pháp thiện làm thế nào để tinh tấn? Phật bảo Tôn giả A Nan, ông trở nên như vậy vì sao? Vì Đức Phật đã giảng nói giới vô lượng trí tuệ nơi kinh điển, lúc ấy Tỳ Kheo hãy còn không thể tin hiểu, huống hồ là có thể siêng năng tu hành. Này A Nan, như là đối với các pháp hữu vi đều có trí tuệ được lãnh hội, tất cả hàng bích chi Phật và A La Hán đều không thể hiểu biết. Này A Nan, các pháp Như Lai đã nhận biết, nếu vì ông mà giảng nói sẽ khiến ông trở nên mê muội, huống gì là người ấy là có thể tin hiểu. Hôm nay Như Lai giảng nói kinh như thế, bây giờ người ngu si hay còn không tin, huống gì là có thể tin chùa giảng nói về tội báo. Này A Nan, các pháp là như vậy, tự thân là ác, nên cho các thứ khác cùng ác. Như nay Tỳ Kheo biến nhát bậc nhất, thì khi đó Tỳ Kheo tinh tấn bậc nhất cũng không sánh bằng. Hoặc chỗ dự giới, oai nghi, trí tuệ cũng không thể cùng so sánh. Như là nếu nói về chỗ tạo tác của người ấy, với những lỗi lầm sâu ác nên phải thọ báo khi chuyển thân, thì người này không tin còn giấy khỏi tội nạn. Nếu các ông nghe được cũng phải lo sợ, không thể lường tính về chỗ tội ác sẽ thọ báo. Này A Nan, người thọ nhận giáo pháp thâm diệu của Như Lai là rất khó có. Ý ông thế nào? Có như loài heo, có ưa thích giường chiếu mình nệm đẹp không? Bạch Thế Tôn, dạ không. Này A Nan, ta đã chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, giới giáo pháp phi diệu sâu xa này. Người trí ưa thích, người ấy không thể tín hiệu thấu đạt. Được xuất gia, tự xưng mình là sa môn, không thể gắng sức thọ nhận sự giáo hóa như thật ở trong giáo pháp này mà không thể tu tâm, không được pháp vị giác ngộ, phủi tay mà đi, rơi vào đường ác, giống như con heo lìa bỏ giường chăn nệm đẹp. Vì sao này A Nan? Vì pháp thanh tịnh tâm diệu nơi đạo quả Bồ Đề vô thượng của ta chứng đắc ấy, chẳng phải là người khó hóa độ có thể tin hiểu. Người khó hàng phục, người không có trí tuệ, người khó đầy đủ, người khó nuôi dưỡng, người phá giới, người khó giảng nói, người trụ nơi tà pháp, người làm theo tà hành, người quý trọng của cải lợi dưỡng, người cho cơm áo là trên hết, người phá oai nghi, người phá giới đức, người đọa đỉnh, người xấu ác, người biến trễ, người ít ham muốn, người ít tinh tấn, người không biết xấu hổ, người chịu được xấu hổ, người vội vàng làm việc kinh doanh, hạng chi đà la trong sa môn, bạch y trong sa môn hư hoại, người hành tà đạo trong sa môn, người không phải sa môn, tự nói là sa môn, người bị ma ăn nuốt, người hợp với nghĩa lý của ngoại đạo, người hành không đúng như lời nói, người ưa thích chỗ ồn náo, người ưa nói lời tán loạn, người có đủ việc làm của ma, người bị ma não hại, người bị phiền não bùng cháy mạnh, người có kiến chấp ngã, có kiến chấp nhân, người có kiến chấp về chúng sinh, người khi dấp về điên đảo. Đối với giáo pháp ấy của ta, nếu có thể tin hiểu thấu tỏ là điều không thể có. Vì sao, này A Nan? Vì pháp thanh tịnh diệu lạc nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của ta là chứng đắc ấy, cùng với những người xấu ác kia không thể xứng hợp. Này A Nan, dĩ như trăm ngàn ức tam thiên đại thiên thế giới với khoảng trung gian hết sức sâu xa, xa cách rộng lớn, cách pháp sa môn cũng là như vậy, huống gì là đạt được thuận nhẫn, huống gì là đạt được niết bàn. Này A Nan, những sự việc như vậy nói không tệ hết. Sa môn đời bị la sâu ác thấp kém, ôm lòng tham chấp sâu dày, ôm lòng sân hận sâu dày, ôm lòng không tin sâu dày, ba độc bùng cháy dữ dội, tâm hành thô ác có thể chế ngự. Này A Nan, bởi như ruộng lúa tốt đang chín vàng là dùng lửa tự đốt, bữa ăn là mỹ vị mà tự nói là độc hại,
Nhà cửa hiện có dùng toàn là lửa cháy mà tự cho là thanh tịnh, có nên như thế không? Bạch Thế Tôn, không nên. Này A Nan, người ấy ngu si ở đời Vị Lai cũng như vậy, vậy nơi giáo pháp của ta mà được tọa nhận sự cúng dường, nhưng lại không tin hiểu công đức của Như Lai, là không thể tin các kinh như vậy, không thể gán nhẫn nói ra lỗi lầm thật sự. Tôi biết mình là mục nhọt mà chống trả lời giảng nói của ta. Người ngu si như vậy nương dựa vào Phật để tự sinh sống, mà lại còn nghịch với giáo pháp ấy. Này A Nan, bây giờ trong cõi Di Phù Đề, những người ngu si như vậy đều đầy khắp nơi đó. Này A Nan, hãy tạm gác lại điều này. Đâu cần phải trách cứ những kẻ xấu ngu si ấy, những sinh, những giả tạo tác việc ác. Bây giờ, Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì, phụng hành như thế nào? Tôn giả, Phật bảo Tôn giả A Nan, kinh này gọi là Phật Tạng, cũng gọi là Phát Khởi Tinh Tấn, cũng gọi là Hàng Phục Kẻ Phá Giới, cũng gọi là Tuyển Chọn Các Pháp, nên theo đấy mà phụng trì. Này A Nan, nếu người nào thọ trì đọc tụng kinh này thì sẽ đạt được vô lượng vô biên công đức. Vì sao? Vì hàng tỳ kheo phá giới hãy còn không thể tin tưởng đọc tụng chỉ dạy cho mọi người, huống chi là đối với kinh ấy có được tâm hoan hỷ. Vì sao này A Nan? Ví như giặc ác đối với đại thần của vua thì không dám tự hiện bày việc trộm cắp vật dụng của người khác, không tự nói mình là giặc. Thế nên này A Nan, tỳ kheo phá giới khai tạo các pháp chẳng phải là sa môn, hãy còn không tự nói mình là kẻ xấu ác, huống hồ là có thể hướng đến người khác để nói mình đã có tội. Này A Nan, kinh này nếu tỳ kheo phá giới nghe được thì có thể tự hàng phục, tức có hổ thẹn. Tỳ kheo giữ giới có được sự tăng trưởng nơi tự thân. Khi giảng nói kinh này, có vô số chư thiên đối với các pháp đạt được pháp nhãn thanh tịnh, mà ác và quyến thuộc của chúng đều sầu não lớn, như rơi vào 16 hầm lửa, kêu khóc lớn tiếng, nói: Sa môn Cù Đàm đã biết ta, hiểu ta. Ta luôn ở trong đêm dài sinh tử, mong cho sau khi Phật diệt độ, sẽ quấy phá tỳ kheo giữ giới, để giúp cho tỳ kheo phá giới, nhằm khiến các tỳ kheo xấu ác không hiểu, biết về Pháp Phật, chỉ biết đọc tụng. Ta muốn ở trong Pháp Phật hủy hoại tâm an ổn. Nói đây chẳng phải là Phật Pháp, không có nghĩa lý sâu xa. Hôm nay Sa môn Cù Đàm ở nơi đại chúng, gồm cả chư thiên và loài người, giữ gìn pháp này, ngăn chặn việc làm của ta. Mà nói như vậy rồi, ông lòng sầu não bỗng nhiên biến mất. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn làm rõ sự việc này nên nói kệ. Ta giảng nói các pháp tùy thuận để nhất nghĩa, hữu vi không bền chắc như chỗ thấy trong mộng. Nên ta nói pháp này, quả trách việc Vị Lai, thuận theo đệ nhất nghĩa, ngăn chặn các người ác. Bây giờ trong đời ác, tâm tỳ kheo nhiễu động, tranh cãi sinh phải quấy, không thể đạt niết bàn. Sa môn và bạch y, giảng nêu không có khác. Bây giờ pháp của ta cùng giống với pháp tục. Vì người tại gia nói, ông biết ta ít có, ta đạt được pháp Phật chứng đắc quả thứ nhất, là có tỳ kheo nói ta nếu là không sai. Người này đồng với ta, ta thấy pháp chân thật, thấy pháp không thấy pháp, vì đến chỗ bạch y đều ở trong pháp mình mà sinh ra bàn luận. Có nói tất cả có nói tất cả không, không trụ nơi chánh đạo, tánh ác chê pháp ta. Ông chớ gần người này nên đến gần gũi ta, nói pháp thật cho ông như ta mau đắc đạo. Các âm thanh như vậy lưu truyền khắp xa gần, đồng tâm giúp bề đảng, phá giáo pháp Như Lai. Vì như các giặc ác, làm bạn cùng kẻ ác, phản nghịch phá cõi nước, thành ấp và xóm làng. Bây giờ các tỳ kheo có thể giáo hóa, đồn can tham chấp sâu, trí kém nương ngã nhân, không hiểu nơi Như Lai, và nói pháp tùy tiện, nói hữu lậu tăng thượng, tự cho là đắc đạo. Ở trong chúng hội lớn, phần nhiều các tỳ kheo đều nói có trí tuệ, không một người cầu trí, hoặc là trong hội lớn, chỉ có một tỳ kheo có trí tuệ chân thật, đều trách nói vô trí, chư thiên thần đều thấy. Đạo Pháp Vương tan hoại đều ôm lòng sầu não, than khóc nói với nhau. Trong có các thần cây, từ cây rơi xuống đất đều nói thích sư tử.
nay hoại pháp vi diệu. Phật bảo pháp tăng bảo ở đời cũng chưa lâu, vì sao nơi ngày nay thể đều sẽ tan hoại, chúng ta không chịu nghe cho lời nói chánh pháp, thôi thông không hiểu biết đạo vô thượng sắp diệt. Bây giờ các địa thần đều phát ra tiếng lớn, đúc pháp lớn Như Lai, hôm nay sắp diệt tận, chư thiên và các thần đời sau chớ hối hận, nếu không được thấy nghe Phật đạo này đã diệt, Như Lai vô lượng kiếp là mình cũng lợi người, thọ nhận các khổ não, phát nguyện được thành Phật, tất sư tử đại thánh, giáo hóa các chúng sinh, pháp vi diệu thanh tịnh nay sắp muốn diệt tận. Những giặc ác ngu si ngày nay được năng lực, không có tâm thương xót cùng chả bay não hại, ma xứ và dân ma đồn càng khó giáo hóa, tâm vô nịnh biến nhát, dần giữ hoại Phật pháp, ở trong đường vắng vẻ ngồi thiền suốt 3 tháng, tự cho là la hán, không thiền xa đất đạo, không được nói được đạo, chết nói nhập niết bàn, mà người tin sai thác mà tự vào địa ngục. Người ngu si như vậy khinh thường và giận dữ, ta ở vô lượng kiếp chỗ đạt nay hoại hết, bấy giờ thần hư không cùng thấy thất sư tử cha bay pháp phi diệu phát ra tiếng khóc than. 4 thiên vương nghe được đều ôm lòng sầu não. Lúc ấy chư thiên thần đều cùng nhau đi xuống thành A La Ca Bàn. Chúng thần già xoa đến đều lớn tiếng kêu khóc, phát ra tiếng đáng sợ, có các thành bảy báu trang hoàng thật đẹp đẽ, màu sắc đều như đất. Chư thiên không thích ở, xót thương than khóc lớn, nơi nơi đều vân tập cùng ôm lòng sầu khổ, thấy nhau không thể nói, trằn trọc nằm nơi đất, phát ra tiếng như vậy cùng đi Diêm Phù Đề. Thấy nên sợ hãi lớn, Phật tử tự tranh chấp, phá hoại pháp phân tán đều từ trên trời xuống, và đến chỗ ta sinh các thành báu thiên thần, 7 ngày không ánh sáng, đều cùng ngồi kêu khóc. Hết 7 ngày không dậy, thế nào đại tinh tấn, dùng mảnh thế gian quý chúng ta thấy ở đây, nay sẽ không còn thấy. Đều đi đến kỳ hoàng, đối diện già than khóc, Phật nói 4 đế này, chúng tôi nghe nơi đây. Thế gian sắp mịt mù, cùng khinh mạng giận dữ, chỉ khởi các nghiệp ác, là đọa vào điện dữ. Cung điện chư thiên đẹp, đáng tiếc nay sắp không. Chúng ta chư thiên thần, không còn ai cứu độ. Bây giờ Diêm Phù Đề, hủy hoại không ai lực, kinh hành nơi gốc cây, núi sâu không người thiện. Tất cả các thế gian, tể đều, nhiễu động lớn. Chư thiên và đại thần âm thanh rất đáng sợ, khi ấy trời đau lợi, đưa tay khóc lớn tiếng. Đều ở trong cung điện phát ra tiếng khóc than. Trong cung điện chư thiên đều xưng nói với ta, mãi mãi xa đại thánh, vì ta nói các pháp. Trời đau lợi 6 tháng, không ăn món chư thiên, không nghe tiếng kỹ nhạc, đau khổ như con mất. Các chúng Atula nghe có việc như vậy, đều cùng nhau phân tập, muốn đánh trời đáo lợi. Các chua cõi Diêm Phù đều cùng nhau chinh phạt. Chư thiên Atula cũng đều cùng chiến đấu. Bây giờ các tỳ kheo và các tỳ kheo đi, phần nhiều đọa đường ác, rất ít người tránh khỏi. Các cư sĩ phá giới thuận theo tỳ kheo ác, do vì nhân duyên này đều hướng tới cõi ác. Những ưu bà di xấu tùy thuận theo thầy ác cũng rơi vào đường dữ, thế gian đều nhiễu loạn. Vào thành ấp xóm làng, có đi đến núi rừng, đồng tay ôm sầu não vì tổn hại mạng sống. Lúc ấy nhiều giặc ác, có nhiều các đường hiểm, gieo ngũ cốc không mọc, nếu mọc bị sâu ăn, khi đó người thế gian đói khát nên chết nhiều. Chết đọa vào ngạ quỷ, chịu lâu các khổ não. Người đem vật cúng Phật tháp và tăng 4 phương liền đều phân thức ăn ta và sau tăng như vậy. A Nan, các ông phải nỗ lực siêng tinh tấn, cho thấy đời sau này những việc ác như thế, tất cả các phàm phu ngu si không trí tuệ, phàm phu khởi các nghiệp mau đọa vào đường ác. Các ông siêng đọc tụng, đó là nhân trí tuệ. Nếu giữ gìn trí tuệ, chống đạt đến thắng xứ, ta học chánh kiến đời, ông cũng học như ta, đoạn trừ việc chướng ngại, sẽ đến chốn an lạc, siêng tu 8 thánh đạo, sớm sẽ đạt niết bàn. Suy xét cầu tự lợi, ta đã nói như thế, sau kiếp quá khứ này, 60 kiếp không Phật, tiếng Phật còn không có, huống có người đắc đạo. Những chúng sinh ở đời bị đối khác hành hạ, không có tâm hiếu từ, mẹ lại ăn thịt con, những nhà sinh con trẻ luôn giữ sợ họ ăn, ai nghe việc ác này
lại khởi nghiệp sinh tử. Các khổ si làm gốc, năm ấm tham làm gốc, nếu không ưa năm dục sẽ đoạn các tham chấp. Khi thọ quả báo phước, sinh tâm tham đắm sâu, do nhân duyên tham đắm, khởi ác đọa đường dữ, pháp phố lậu vắng lặng, thế gian không bình chắc. Nếu biết rõ như vậy, các ông mau tu hành, không tâm sinh tưởng tâm, mà tự lo sợ lớn, ta vì làm không làm xong việc này là thế nào? Các phàm phu như vậy, tư duy mà tính lượng, ta phải làm thế nào, luôn kêu khóc như thế. Không ấm sinh tướng ấm, không ngã sinh tưởng ngã, nghe pháp không tự tướng, như vậy cũng mê muội. Không biết Phật như thật, đã nói nghĩa các ấm, nghe được là chất thật, sự sợ trốn không sợ tưởng. Ta nói khứ, lai, tại, các ấm đều vắng lặng, ba đời đều bình đẳng, hoặc giống như hư không. Chư Phật ở quá khứ, cũng nói tự tướng không, chư Phật đời vị lai, cũng nói tự tướng lặng. Ta ra đời hiện tại, cũng nói tất cả pháp, tự tánh, tự tướng không, ba đời không sai khác. Người đương lai không biết, Phật đã nói thật nghĩa, tham chấp ngã chúng sinh, quy ba đường ác, đời vị lai như vậy. Đại ác rất đáng sợ, các ông nên siêng năng. Các ông siêng năng xong, sáng gặp đời ác này. Khi Đức Phật giảng kinh này xong, Trường Lão Xá Lợi Phất và các tỳ kheo, tất cả hàng trời người ở thế gian, đại chúng nghe Phật giảng đều hết sức vui mừng, tin tỏ lời Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh Phật Tạng.